Phật Pháp ứng dụng. Thứ hai của các vị cũng là cái buổi cuối cùng tại chùa chúng ta. Để tôi chiều nay tôi tiếp sang bên chùa Linh Thú. Xin thưa các vị, thì như chương trình làm việc, tôi dành hai buổi giảng tại đây. Buổi sáng thì chia sẻ pháp thoại, và buổi chiều thì chúng ta có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp, để chia sẻ những thắc mắc của các vị cho các vấn đề Phật học cũng như sự tu học của chúng ta. Thì giờ đây trong buổi chiều này, các Phật tử nào chúng ta có những cái thắc mắc thì chúng ta có hai cách để chúng ta có thể chia sẻ. Thứ nhất là các vị trong ban tổ chức chuẩn bị một cái mic, cái mic mà di động được á, không cần dây, để chúng ta có thể gửi đến trực tiếp tất cả các vị Phật tử có những câu hỏi cần chia sẻ. Còn thứ hai nữa thì chúng ta ngại nói trực tiếp thì chúng ta ghi giấy như thế này, rồi chúng ta sẽ gửi lên trên ban tổ chức. Thì tùy nghi trong cái thời gian làm việc thì tôi sẽ chia sẻ với các vị khoảng 2 giờ. Là các vị nào có cái những câu hỏi thắc mắc, nhưng mà tùy cái mức độ dao động của các vị,
Nếu mà các câu hỏi nhiều thì các vị lưu tôi lâu hơn chút. Còn câu hỏi ít thì tôi sớm đi chút. Tùy các vị. A Di Đà Phật. Thì thấy chương trình tu học của chúng ta đây thì tôi thấy cơ bản các vị thấy cũng tụng kinh Di Đà, cũng niệm Phật Di Đà, cũng cầu nguyện về cực lạc Tây Phương rồi quá trời quá đất. Nhưng mà các vị có về tới Tây Phương chưa? Tôi nãy tới rồi. Ở đây ta gọi là gì? Phương Tây, Tây Phương. Phải không? Nhưng mà còn cái chuyện mà còn cực lạc hay là cực khổ là tùy các vị. Cơ bản nhất là các vị đã đặt chân đến được tới Tây Phương rồi. Mong rằng là trước hết là các vị phải Tây Phương rồi còn cực lạc nữa. Không? Thì trước hết là chúng ta Tây Phương nhưng cũng đang cực khổ. Thì gắng cố gắng là tu tập làm sao mà tới này Tây Phương cực lạc á thì tuyệt vời hơn. Tại vì cái đó là cái sống bằng phước báo. Và mọi vấn đề như thế nào thì tối nay tôi chia sẻ vấn đề đó tại chùa Linh Thú. Tại vì ở đó tôi biết rằng chương trình đang là giàu khóa tu học. Trở lại vấn đề thì chiều nay tôi sẽ chọn lọc những cái câu hỏi nào cần thiết quan trọng. Còn có những câu hỏi nào ví dụ tôi đã từng chia sẻ rồi thì tôi có thể giới thiệu lại các vị nghe những cái bài pháp thoại hoặc những câu hỏi mà tôi đã chia sẻ ở trong những cái Phật pháp vấn đáp. Có ai hỏi trực tiếp không? Đã bắt từ trên lấy xuống hên xui ha. Câu đầu tiên các vị hỏi là có ai là đọc tôi trả lời hay là tôi tự biên tự diễn? Dạ tự biên tự diễn luôn ha. Bạch thầy, con thường nghe giảng pháp trên mạng, các thầy đều giảng là Phật pháp là một chân lý không bao giờ thay đổi. Có thầy giảng cho cả đoàn giảng sư là cách trị vong ma nhập. Có thầy nói ai nói có vong ma là quan đường. Này là của tôi đó. Chúng con không biết đúng sai như thế nào. Con thấy cũng như bài toán khó, có rất nhiều cách giải nhưng cuối cùng đi đến kết luận là đáp số chỉ có một chứ không có hai. Con mong thầy giải đáp dùm cho Phật tử chúng con hiểu. Thật ra mà nói các vị nên nhớ là tôi sẽ chia sẻ cái bài pháp này tương đối đầy đủ nhất là trong bài hiện tượng ma dựa nhập là gì ở tại Canada, cho chuyến đi hoằng pháp ở Canada và Mỹ vừa rồi. Tôi có nói rất rõ nhưng mà đôi khi có một số vị chúng ta nghe lại không rõ. Có những người nghe tôi giảng cái bài đó thì tôi không biết là cái người đó có nghe hay không, hay là chỉ thấy cái tựa rồi tự nhiên suy luận để mà gọi là đoán mò để hỏi. Là họ nói rằng tôi tu hành hay là học học Phật pháp mà tôi không có tin ma hay là không có tin thế giới của ma này kia kia nọ, có nghĩa là giống như là tôi là một cái nhà duy vật theo quan niệm duy vật, tức là không có tâm linh. Rồi họ dẫn chứng ra những vị thầy trị ma, bắt ma và thậm chí là những vị thầy hay nói chuyện về ma. Thì đây là một trong những vấn đề hiểu lầm mà nhân câu hỏi này của các vị tôi cũng rất là mừng, rất là cảm ơn hỏi câu hỏi này. Ai đưa tay lên hồi thưởng á. Xin thưa các vị, tôi nói rất rõ là học thuyết của Phật giáo không có phủ nhận về thế giới của ma. Dân gian chúng ta thường nói có người, có ta, có ma, có quỷ. Nhưng mà cái từ ma trong Phật giáo được chúng ta hiểu là chúng ta luân hồi trong lục đạo, thì trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì trời, người, Atula, súc sinh là quá rõ ràng rồi. Cái này khỏi cần giải thích. Riêng thế giới của chúng sinh trong địa ngục hay là ngạ quỷ, hoặc là chúng sinh ngạ quỷ được tồn tại trong địa ngục, thì những chúng sinh này chúng ta được hiểu là như một thế giới của ma. Bởi vì ở đây cái thế giới của ma là chúng sinh tái sinh vào trong thế giới không thân, nhưng đã tái sinh rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những người nói 5-30 năm gì đó, tôi nói là hàng ngàn năm. Một chúng sinh mà tái sinh vào thế giới ngạ quỷ mà trả chưa hết nghiệp thì có thể tồn tại trong một thế giới không thân,
với một loại hình khổ đau nào đó. Bởi vì thế giới ngạ quỷ có vô số hình thức, bởi vì vô số nghiệp cảm khác nhau. Bà Thanh Đề mà theo học thuyết dựa vào kinh Vu Lan, chúng ta cũng thấy rằng đó cũng là một loại trong những loại ma, là quỷ đói được tồn tại trong địa ngục do cái nghiệp ích kỷ. Như vậy thì thế giới loài ngạ quỷ là một trong những thế giới loài ma mà chúng ta hay gọi là cô hồn. Thật tình mà nói, cái thế giới này được Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh khác nhau. Các vị phải hiểu là như vậy. Nhưng mà tôi phủ nhận cái ý nghĩa là ma vừa nhập, là cái này tôi không chấp nhận. Chứ tôi không có nói là không có ma. Hoặc bên cạnh đó ma mà hình dung như mà các loại mà gọi là phim kinh dị hay là phim ma, tôi cũng không chấp nhận cái cách đó. Cách đó là tại do con người phịa ra, tự diễn tiết qua cái vấn đề nghệ thuật, phim ảnh, thị hiếu con người, để làm cho con người có cảm thấy là hoang mang, sợ hãi về các vấn đề đó. Chứ ai bao giờ thấy những con ma như thế đâu, chỉ tôi coi coi. Ai ở trong đây có bao giờ thấy con ma có nửa đầu hay là nha cái nanh mà bà trù dồ gì đó thế này, nha, máu me đầy người đi bao giờ đó, các vị thấy chưa? Nha. Vì nhớ kỹ tất cả cái đó qua chúng ta hình dung tưởng tượng, chúng ta mường tượng đâu đó qua chuyện nè, qua lời đồn của dân gian nè, rồi qua phim ảnh nè, tất cả những cái đó chúng ta hình dung lên. Chứ thật ra mà nói thế giới của ma là gì chúng ta không có xác định được rất là rõ. Nhưng mà kinh thì cho chúng ta rất rõ, nhưng mà hình dáng của con ma thế nào tôi cũng biết nữa. Tôi biết rằng thế giới đó, chúng sinh đó tồn tại như thế đó, với cái cách trả nghiệp như thế đó, và thời gian trả nghiệp của mỗi chúng sinh trong một thế giới vô hình đó khác nhau như thế nào. Cái này kinh điển có nói. Nhưng mà một chúng sinh đó để dựa nhập vào một ai, để lên ba hồi là ông này, ba hồi bà nọ, ba hồi ông già, ba hồi con nít gì đó, tất cả những cái đó là vớ vẩn. Tôi nói là rất là vớ vẩn. Chỉ dựa vào tín ngưỡng dân gian của Việt Nam, chúng ta mới có những cái cách cho cái đó là ma nhập. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả chúng sinh sau khi qua đời tùy nghiệp tái sinh vào một thế giới của chính họ, và nghiệp cảm của chúng sinh này không thể can thiệp vào nghiệp cảm của chúng sinh kia. Đây là nguyên tắc, là một chân lý, chứ tôi không có nói vào cái chuyện mà gọi là dựa dân gian. Tôi ở đây tôi dựa vào học thuyết Phật giáo đây tôi chia sẻ với các vị, chứ tôi không có dựa vào mà tín ngưỡng dân gian của Việt Nam chúng ta từng nói ma này nhập thế này, trị liệu thế kia. Mà các vị nghe lại cái bài giảng hiện tượng ma dựa nhập là gì để các vị hiểu. Tôi nói ai xác định ma dựa nhập thì người đó dựa vào tín ngưỡng dân gian để thuyết minh, tôi không nói đúng sai. Còn ai dựa vào Phật học thì không thể nào nói là cái hiện tượng đó là ma dựa nhập, bởi vì sự thật về chân lý không có vấn đề đó. Cho nên tôi có đưa ra trong các vấn đề trong cái bài giảng ở tại Canada, tôi nói rằng ngày xưa khi khoa học chưa phát triển, con người chúng ta chưa hiểu rõ các hiện tượng của thiên nhiên. Chúng ta nhìn thấy sét đánh, chúng ta nói rồi là gì? Trời đánh, thiên lôi đánh, đúng không? Nhưng mà bây giờ khoa học cho chúng ta cái đó là gì? Là sét đánh là một hiện tượng dạng gọi là chạm mát của các điện âm dương. Như vậy có ông thiên lôi nào cầm búa đi bữa không? À, như vậy là có cái đó có bữa ma, bữa quỷ gì trên cây, trên lầu, trên nóc, trên ngày kia kia nọ đó không? Không. Nhưng mà xưa kia chúng ta hình dung rằng à, nghe một tiếng nổ ầm đó, vào lúc trời mưa sấm chớp xẹt 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 đó, là chúng ta nghe nói là à, ngày xưa thiên lôi đánh càng lớn, chúng ta nghe nói là ở đó có quỷ, có chằn tinh, có yêu ma vậy ha. Thiên lôi đánh ghê gớm lắm, lại đó mà kiếm được cái búa của thiên lôi này kia, về mài bệnh gì uống cũng hết. Tôi đi kiếm búa thấy mồ tổ tôi đây nè, tôi kiếm đâu có đâu. Tức là ngày xưa chúng ta được đồn như vậy, nhưng khi lớn lên chúng ta học khoa học, chúng ta biết rất rõ à, cái đó nhà khoa học cho cái đó là hiện tượng sét đánh. Vậy thì bây giờ tôi cho rằng cái hiện tượng mà gọi là ở ngáp và có nhiều cái trạng thái khác nhau của một con người khi lúc bệnh tật đó đó, thì khi xưa kia chúng ta chưa hiểu được thần kinh học, khoa học, chúng ta cho đó là hiện tượng ma nhập. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái người này lúc đó không phải là họ nữa, bởi vì họ biểu hiện cái cung cách, cái ngôn từ, cái kiểu cách của một ai đó mà không phải của chính họ.
Cho nên trong một cái thời kỳ mà chúng ta chưa tiếp nhận được với các nền văn minh, tôi có thể dùng cái từ đó là ma dựa nhập theo cái gọi thông thường của dân gian. Nhưng mà khi khoa học phát triển, người ta xác định rất rõ cái đó là nguồn gốc do bệnh gì. Là y học cho chúng ta biết được đó là bệnh phân liệt thần kinh đa nhân cách. Và cái bệnh này chính là những cái người mà điều trị về thần kinh trong cái chuyên ngành đó, người ta đã chỉ dứt điểm về bệnh này. Nếu thật sự một có ma dựa nhập thì chẳng ông bác sĩ nào có thể can thiệp được chuyện này cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Mà ở đây các vị biết rằng phần lớn có những cái căn bệnh mà ở ngáp và chúng ta gọi là ma dựa nhập đó, có những trường hợp như thế nào không? Tôi liệt nêu một số những người này bệnh. Đa phần tại sao những người bị bệnh đó là phụ nữ chứ không phải là đàn ông. Hầu như 95% là phụ nữ. Đàn ông rất ít, có thể 5% là tôi cho quá nhiều. Các vị trả lời được tại sao không? Cái câu này nói đúng. Cơ bản nhất là người phụ nữ đa phần thần kinh yếu hơn nam giới. Cho nên cái trường hợp bệnh này có thể liệt nêu ra trong một số trường hợp sau để gọi là biểu hiện của những người bị ma dựa nhập. Thứ nhất là những người thần kinh yếu bẩm sinh. Các vị nên nhớ những điều tôi nói. Một là những người thần kinh yếu bẩm sinh. Hai là những người có tai nạn tì vết gì trong cái quá khứ mà cái đầu hay là thần kinh có vấn đề. Tức là có thể bị xây xát, bị té, bị trầy, có thể bị gì đó, da đập như thế nào đó trong quá khứ. Thứ ba nữa là người này đã từng bị tổn thương về tâm lý quá nặng, do vấn đề tình cảm, do cuộc sống, do cái gì đó để dẫn đến cái này. Và thứ tư nữa là do khủng hoảng tâm lý nhiều ngày để gây áp lực. Đây là những trường hợp mà gọi là để trở thành những cái hiện tượng gọi là ma dựa nhập dễ nhất. Các vị nên nhớ rằng là đầu chúng ta là một cái hệ thống thần kinh vô cùng phức tạp. Trạng thái nào từ thần thánh cho đến là xấu nhất, cao quý nhất, hay là tầm thường nhất, hay là phức tạp nhất, tất cả mọi thứ đều trong tất cả các ngăn thần kinh của chúng ta. Các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng một đời người thông thường chúng ta sử dụng khoảng 1/1 triệu tế bào thần kinh mà thôi. Chúng ta nên nhớ vậy. Còn cả cái đầu chúng ta là phần lớn chúng ta chết đi để bỏ sông bỏ biển, tan rã theo đất thôi. Cho nên nếu một con người mà tận dụng một cách tốt nhất trong cuộc đời, làm việc 24/24 và suy tư hết mức độ trong cuộc đời, vẫn chưa xài hết bao nhiêu các tế bào thần kinh của chúng ta cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên là tâm linh là một thế giới khủng khiếp nhất. Từ chính cái tâm thức của chúng ta là thần kinh. Cho nên chúng ta không giải mã được cái này. Có những cái chúng ta nằm ngoài cái kiểm soát và kinh nghiệm. Cho nên chúng ta hay diễn dịch qua những loại mà thần thánh ma quỷ. Còn cơ bản nhất, ma quỷ là đó là thế giới của chúng sinh mà địa ngục ngạ quỷ vô hình dạng trạng. Đức Phật đã nói rất là nhiều. Nhưng chúng sinh này nhập chúng sinh kia để biểu hiện cách cách này cách kia, nói vớ vẩn quá khứ vị lai, chuyện đó không bao giờ là sự thật. Và một người nào đinh ninh rằng mình bị ma dựa nhập, chắc chắn người đó sẽ bị hiện tượng này. Vì người đó sẽ trở thành cái bệnh do tự kỷ ám thị, chứ không phải là cái bệnh chúng sinh nào nhập. Tự nhiên khi không khổng không, không, không bệnh hoạn gì chân, cái tự nhiên nóng nóng ở sau lưng do gì đâu biết. Sao giờ này nóng nóng hình như ai nhập tôi ha rồi đó. Trước sau gì cũng bị chuyện đó. Tức là tự cho mình như vậy và tự bị ra cái chuyện đó. Nhưng mà không phải chuyện đó do ma dựa nhập. Cho nên các vị nghe lại cái bài giảng của tôi, hiện tượng ma dựa nhập là gì và cái cách chữa trị những người bị hiện tượng đó như thế nào, và người thân giúp nhau trong cái hoàn cảnh đó. Ví dụ chúng ta có một người thân khi bị hiện tượng đó, đừng cho rằng ma dựa nhập để đẩy cho người thân mình đi kiếm thầy bùa thầy pháp đó là để suốt đời không bao giờ hết bệnh này. Nên nhớ là như vậy. Còn cái người này người kia nói vong theo cách này cách kia, cái đó không có một chúng sinh nào theo ai cả. Nên nhớ là như vậy. Dựa học thuyết của Phật giáo, sau 49 ngày tất cả chúng sinh tùy nghiệp tái sinh, thì không có một chúng sinh nào canh me để đi theo chúng ta với cách này cách khác như vậy. Mọi nghiệp cảm nếu có là do nhân quả như bóng theo hình, là một quy luật, chứ không phải một chúng sinh đó tồn tại theo chúng ta để báo quán báo ân gì đó. Sự thật tất cả mọi cách đều không phải là suy luận
theo đúng với chân lý của Phật dạy. Cho nên ở đây các vị có nêu là chân lý không bao giờ đổi thay, đó là quy luật. Nhưng mà cái cách diễn dịch chúng ta, nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta, bị lệ thuộc vào các tín ngưỡng dân gian, bổ sung vào trong các quan niệm Phật giáo quá nhiều. Thậm chí có những tu sĩ không nghiên cứu kỹ về Phật giáo mà bị lệ thuộc vào tín ngưỡng dân gian để diễn dịch các vấn đề theo tín ngưỡng dân gian. Cái đó vô vàn phức tạp, các vị không thể nói, tôi không thể chia sẻ hết với các vị. Mỗi một vùng miền tín ngưỡng khác nhau, một loại thần thánh khác nhau, một cái cách cho đặt để khác nhau. Vì vậy tôi không thể dựa vào các điều đó để thuyết minh về chân lý được. Tín ngưỡng thì vô vàn thứ, cho nên tôi chỉ chia sẻ với các vị để các vị hiểu rất rõ là cái việc này là không bao giờ có một cái chúng sinh, một thế giới siêu hình để nhập để làm cái gì đó. Nhưng người nào thần kinh yếu, người nào quan tưởng, người nào mà tự cho mình như thế, tự kỷ ám thị là tự hại mình. Tôi đã chữa trị và giúp không biết bao nhiêu những người mà thoát khỏi tình trạng này. Nhưng tôi phải nhân sự tùng sự thôi. Tôi nói người ta không bị ma dựa nhập là người ta phản ứng lên. Tôi cũng nói nhập phải không, được rồi để tôi trị. Nói đây cho người ta khỏi có cãi. Nhưng người đó vẫn cho, bởi vì trước khi họ bị họ đã đinh ninh họ như vậy mà. Cho nên á, hãy nhân cái đó để mà mình biết rất rõ là họ bị bệnh đó rồi. Cho nên là nhân rất rõ, chị ngang bắt ma rồi cho hen, nhưng phải làm vậy. Tôi chỉ ra tất cả mọi thứ rồi, cho ổn định lại rồi, tôi phân tích về tâm lý. Cho nên là tôi đã tự điều trị rất là nhiều những người bệnh này. Tôi nói thật, chính tôi đã giúp họ thay đổi và hết. Và người thân cận nhất trong cuộc đời của tôi là mẹ mình. Tôi đã quằn quại với cái cơn bệnh của mẹ mình gần 10 năm về chuyện đó. Tôi ngày xưa tôi cũng không hiểu, tôi cũng nghe cũng điên cái đầu tôi. Cũng ma này ma kia, tôi cũng dẫn mẹ tôi cũng đi trị đủ thứ loại, uống đủ thứ giấy, rồi đủ thứ thầy. Rồi thầy nào thầy đánh thầy đập gì đó để đuổi ma đuổi tà, mình thấy nó cũng đau lòng, nhưng mà cái này đuổi ma tà phải chịu. Rồi nào là vô đại hồng chung đóng gì đó tùm lum mai, chứ không đứt thần kinh chết cũng mai. Rồi sao, rồi cô cũng trì chú cũng làm tất cả mọi thứ. Nhưng khi hiểu được nguyên tắc này rồi, thay đổi nhất thời liền mọi việc. Dù mà thật sự với các vị đi chữa trị bằng mọi thầy bùa thầy pháp giỏi nhất, không bao giờ là cái dứt điểm quá 2 tuần. Tôi đã kinh nghiệm rất rõ, tất cả mọi thứ đều hết mang cái nghĩa là ám thị thôi, hoặc là mòn mỏi quá nó tự lắng xuống thôi. Còn trên cơ bản phải trị chính xác nó là hết vĩnh viễn. Nên nhớ là như vậy. Chính điều đó 10 năm phải nói là theo dõi, tôi nói thật sự tôi muốn điên luôn, không biết bao nhiêu con trong đó, đủ thứ tình huống ra, đủ thứ dạng hết, nói đủ thứ thế giới hết. Tôi là người đi tu học Phật mà tôi còn bị điên với cái đó mà. Rồi lại thêm thiên hạ ở ngoài người vô chút nữa, chịu đời không nổi. Cho nên khi hiểu được cái này rồi, tôi mới biết rằng những người lâm dấp vào cái đó đa phần là do khách quan tác động để người đó càng nặng hơn. Tôi hiểu rất rõ mà. Và hơn nữa các vị biết rằng người này thần kinh đang yếu, bị stress nặng, bị phân liệt rồi, mà các áp lực bên ngoài quá nhiều, làm sao hết nổi. Cho nên các vị biết rằng những người đó mà mình phải năn nỉ họ mới xuống không? Bởi vì thần kinh họ đang căng, cho nên các vị căng với họ, họ căng với các vị. Cho nên phải nói nhẹ nhàng họ mới xuống được. Phải biết tùy thuận để chăm sóc một căn bệnh này không khó gì cả. Nhưng quan trọng nhất là người thân phải biết rất rõ. Chứ còn người thân không biết mà mù mờ theo dạng gọi là tà ma như vậy là đẩy người thân của mình bị trường hợp đó đi sâu vào những căn bệnh trầm kha hơn. Không bao giờ sống với con người thật được nữa, sống với mơ. Và thậm chí một số người để cho người thân mình trở thành làm thầy. Người nào bị bệnh đó hay làm thầy lắm, muốn làm thầy để bói, để toán, để làm để toán tiên thiên bà độ mạng gì đó. Cứ vậy, những trường hợp này các vị phải biết. Bởi vì các vị thấy bình thường cái người thân mình đâu có vậy. Bây giờ vậy cho nên là một ai đó nhập. Bà hồi nói con nít, bà hồi nói người lớn, bà hồi nói đàn bà, bà hồi đàn ông, bà hồi cô nội, bà hồi đứa cháu gì đó, tùm lum tà la vô trong đó. Nhưng các vị nên nhớ kỹ, tất cả mọi thứ khoa học cho chúng ta biết một cách rất rõ, đó là bệnh phân liệt thần kinh. Và nhà khoa học người ta đã trị dứt điểm những căn bệnh này, đem lại hiệu quả tốt nhất cho chúng ta.
Còn trong quá khứ chúng ta không biết thì chúng ta cứ thầy bùa thầy pháp, tại có ma nhập thì phải có thầy trị ma chứ sao. Còn nếu bây giờ chúng ta biết rất rõ thì thầy trị ma sẽ không còn. Cái đó là do quá trình phát triển từng bước của cái sự văn minh tiến bộ của con người. Phật học chưa bao giờ nói đến vấn đề này. Nếu có vấn đề này Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Với nhãn quan của Đức Phật không có gì lọt ngoài tầm hiểu biết của Ngài cả. Nhưng tại sao Ngài không nói? Còn ở đây, nếu những người nào thuyết minh về các điều đó và quan niệm đó thì người này vì tín ngưỡng dân gian, tức là đã, nói chung là đã tiếp cận nhiều với môi trường dân gian và in sâu về các điều đó, rồi kinh nghiệm theo dân gian để thuyết minh các vấn đề này. Nói sai thì không phải sai, tại dân gian đã từng phát kiến ra như vậy mà. Giống như giờ tôi nói là thiên lôi đánh cũng không ai nói tôi sai được. Bởi vì từ lâu con người chúng ta là như vậy. Và tôi nói thiên lôi đánh các vị hiểu gì không? Hiểu, các vị vẫn hiểu mà. Tôi ở đây đưa ra các vấn đề để các vị thấy đâu là Phật học, đâu là chân lý và đâu là theo dân gian của chúng ta để hiểu biết rõ ràng. Còn người nào cứ nói rằng cái hiện tượng đó như vậy, các vị cứ dúi tin, các vị cứ giữ lấy. Lợi ích của những nạn nhân chứ không phải là lợi ích cho tôi. Tôi đưa ra các vấn đề để chúng ta đừng trở thành nạn nhân của một cái quan niệm mà chưa thật sự đúng đắn. Tôi nói với các vị rất rõ là như vậy. Các bài giảng tôi đến với các vị cũng bằng trái tim, bằng thật lòng. Tôi biết như thế, tôi nói như thế. Bảo tôi nói khác có thể đập tôi chết, tại đó tôi cũng không nói khác hơn được. Tôi nói thật tình với các vị như thế. Đây là chia sẻ một cách rất là chân tình để có thể cứu đi những người thân của chúng ta đừng rơi vào trong cái việc mà để trở thành một nạn nhân của những niềm tin tín ngưỡng mà bây giờ đối với cái văn minh hiểu biết người ta gọi là mê tín. Trong một thời đó nó không mê tín vì cái hiểu biết chúng ta tới đó thôi. Nhưng bây giờ đã trải qua cái hiểu biết đã vượt xa rồi thì chúng ta lặp lại những điều đó nữa trở thành mê tín. Thì tôi chia sẻ với các vị để các vị hiểu rõ về vấn đề này. A Di Đà Phật. Các vị nào cần biết rõ hơn nữa nghe lại thẳng cái bài giảng hiện tượng ma vừa nhập là gì. Thì các vị nắm được hết cả một quá trình tôi phân tích đầy đủ và chi tiết. Bởi vì đó một bài giảng cần 2 tiếng đồng hồ lần. Rồi, A Di Đà Phật. Xin thầy hướng dẫn cho chúng con để làm thế nào hướng người thân của mình còn chưa hiểu và tin Phật pháp, hướng về tin và tu, và nhất là hướng cho con cái được sinh ra ở Đức hướng về đạo Phật. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, cái câu hỏi này thì cái sự băn khoăn chung của đại đa số các Phật tử. Ở đây tôi biết được rằng là ai cũng mong muốn cho người thân mình được tốt hết á. Cái hướng vào Phật pháp là một trong những cái tốt mà cần thiết nhất. Nhưng mà đây là một sai lầm của chúng ta cũng nhiều nhất. Bởi vì chúng ta đã bỏ qua một thời gian rất dài, và nhất là những thế hệ đang là có tuổi tác ở tại đây. Tôi xin lỗi các vị, chính bản thân các vị còn chưa hiểu đúng về Phật pháp như thế nào, cho nên các vị đã làm nhàm chán và bất mãn của những thế hệ đang là. Và thậm chí là từ khi các cháu còn nhỏ, là những mầm non, chúng ta chưa có các cách để hướng dẫn đúng cách, dẫn các con đến những môi trường đạo đức, cũng chưa có những cái gì mà gọi là phù hợp với một đạo Phật cho dân. Vì vậy những giới trẻ mà lớn lên tại những đất nước phương Tây như thế này thì lại càng xa rời hơn với đạo Phật. Và nhất là những đạo Phật mà mang cái niềm tin tín ngưỡng của chúng ta từ Việt Nam sang thì lại còn xa lạ hơn nữa. Ở trong nước của một thời, chúng ta đã cảm thấy rằng Phật giáo chúng ta có một bề dày văn hóa hay là niềm tín ngưỡng của dân tộc trên 2000 năm. Vậy mà có những lúc mà Phật giáo trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi người. Điều này do đâu? Tất cả mọi điều này do một cái biến cố lịch sử và quá trình mà gọi là đạo Phật giới thiệu của chúng ta không rõ ràng. Ngày xưa, xin lỗi các vị, hầu như phần lớn các chùa, những thầy trụ trì chưa làm hết cái vai trò của một cái người hướng dẫn quần chúng trên tinh thần tu học. Đa phần là người giữ hương quả ở các chùa để giữ cái chùa thôi, để giữ hương quả, hoặc thậm chí là tốt hơn cái nữa là gia đình ai có hữu sự đó, sách kinh đi tụng đám ma là dữ lắm rồi.
Tôi ngày xưa tôi vô chùa mấy thầy kêu ráng học kinh Di Đà đi con, thời kinh Di Đà ăn tới già không hết. Các vị biết sao không? Di Đà đi tụng gì? Đúng đám ma mà thiên hạ lúc nào không có người chết, cho nên đó tụng suốt đời cho nên ăn không hết. Thì cái câu này mang cái nghĩa ngày xưa chúng ta chỉ có chừng ấy thôi. Chừng ấy là chúng ta nghĩ xong. Và thời tuổi trẻ tôi cũng nghĩ đạo Phật sao đơn giản mà như vậy cũng dễ, không hiểu gì hết. Bản thân tôi cũng như vậy thôi. Nhưng mà nhờ qua quá trình được dạy dỗ của Chư Tôn Hòa Thượng, những bậc thầy giáo thọ trường lớp, mình mới hiểu ra được rằng đạo Phật không đơn giản như thế. Nhưng mà tại sao lại là trong một thời buổi như thế? Các thầy phần lớn là các thầy ở chùa hiền hậu. Các thầy thấy không? Ngày xưa chúng ta không có quan niệm là vị thầy cần phải làm cái gì cho giỏi hay là cần cái giảng kinh thuyết pháp nhiều. Mà đôi khi tôi thấy đa phần các vị rất là thích các thầy là thầy đó ở chùa đó nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, dễ thương lắm, đủ rồi. Có phải không? Các thầy dạy đủ rồi. Nhưng mà tôi nói với các vị, nếu nhìn tích cực hơn, một ông thầy hiền để các vị dễ thương bằng cách đó, thầy đã làm được gì cho đạo và cho đời? Các vị nên suy nghĩ cho sâu gì này. Cái hiền cũng bị chúng ta bóp méo nữa. Chúng ta đã hiểu sai lầm về chữ hiền. Hiền mà chúng ta cứ quan niệm, chúng ta cho những người khờ khạo, không đủ khả năng phản ứng, nhát nhúa như vậy, chúng ta cho đó là hiền. Cái đó là khờ khạo, là ngáo, là ngu ngốc gì chứ không phải là hiền. Cái chữ hiền bị chúng ta hiểu lầm. Cho nên các vị nhớ tôi đã giảng cái này trong một bài giảng là ở hiền gặp lành. Tôi đã phân tích hiền không mang cái nghĩa là ai nói gì cũng được, ai muốn đập đầu cũng được, ai muốn chửi chửi đi, chùa này đến cào đi, thế thế, ai làm gì cũng được, cái đó gọi là hiền, cái đó không đúng. Cái đó là nhu nhược, không có bản lĩnh, là hèn yếu, chứ gọi sao gọi là hiền được. Cái hiền trong đạo Phật á, Đức Phật gọi là hiền trí. Cái hiền là vậy nè, tao đủ sức tao đập vô mặt mày đó nha. Nhưng mà vì Phật dạy là tao biết rằng tao làm cái hành động này là ác, là tổn thương đến mày này, cái nào là không nên này, quả rồi đó, tao biết vậy mà. Thầy vậy tao đắp mày nó, nhưng mà thôi vì từ bi tao không làm. Cái đó phải hiền không? Cái đó chính xác hiền. Rồi bây giờ vậy nè, cái thằng này nó ngu quá, nó khờ quá, tao lừa đảo tao gạt ăn hết gia tài của mày luôn á. Nhưng mà ở đây tôi biết rằng lời Phật dạy không gian tham, lừa đảo, trộm cắp người ta, biết rất rõ, khôn hơn mày, hiểu hơn mày đó. Nhưng mà vì lời Phật dạy sống chân thật, không lừa đảo như vậy. Chẳng những tao không lừa đảo mà tao nói rằng mày ngu như thế này, mày sẽ bị người khác lừa đảo, mày mạt sát à. Thế đó, cái đó mới gọi là hiền đó. Tức là hiền chẳng những mà bảo vệ được mình, còn bảo vệ được người khác, ngăn chừa cái ác, cái đó mới gọi là hiền chứ. Còn bây giờ ngu ngốc quá để bị tàn hiếp, hoặc yếu đuối hoặc tàn hiếp, không đủ sức phản ứng được cơ hội là hiền. Cái đó hiền gì? Cái đó cờ cạo ngu ngốc chứ sao gọi là hiền. Rồi các vị cứ cho là như vậy. Rồi một ông thầy ở chùa, ai nói gì nói, ai muốn làm gì làm, tối ngày ai nói gì, ai gì đào Phật, người ta đập bể đầu quá, ai gì đào Phật. Rồi các vị nói vậy, thầy đó hiền quá, tội nghiệp quá, thầy đó vậy hay là chân tu này kia kia nọ, còn giữ nhau bước tiến thì không phải chân. Tôi nói để các vị hiểu, nếu đạo Phật chúng ta tồn tại theo quan niệm của các vị như thế, ngày nào đạo Phật ngóc đầu lên được? Và các vị đẩy những người Phật tử chúng ta vào khổ đau sạch trọi. Những người Phật tử nào càng tu theo Phật pháp lại càng bị ăn hiếp, lại càng bị thiệt thòi, lại càng bị ép uổng hết toàn bộ, thậm chí bị coi như là đè bẹp hết toàn bộ. Làm sao ngóc đầu lên được? Và chúng ta sống cho như vậy chúng ta gọi là hiền đó sao? Cho nên những quan niệm này các vị nên nhớ phải thay đổi. Hãy thay đổi. Đừng dựa vào ca kịch cải lương và phim ảnh đó, nó diễn dịch như thế để rồi chồng những con người sống này làm giống phim. Tôi làm không được. Tôi làm không được mấy cái chuyện đó.
Tôi thấy đa phần những người đóng phim là khúc gỗ biết di động thôi mà, chứ không phải thầy tu. Thầy tu thật thì cũng phải biết ăn, biết nói, biết cười, biết hoạt động, biết này kia chứ, làm gì mà lắc phải đi đâu lắc lắc cười không dám cười hả? Sợ người ta nói mình sai kìa, cười cái nó mất quay nghi à, tu mà cười hả hả những phương tiếng kìa hả tế tế. Rồi khi các vị như vậy các vị thấy sao? Những người còn lại không phải là Phật tử, họ thấy chúng ta là một đám nhút nhát, bệnh tật, yếu đuối hoặc là điên điên mát mát gì á, chứ không phải người tu theo Phật. Ví dụ mình ở trong nhà mình ăn học tới dòng đại học, thạc sĩ, kỹ sư rồi, thấy má mình sao tối ngày sao giống mát mát quá vậy Rồi cái bà kêu mình làm mát mát giống bà sao làm Rồi cái bà nói con à tu đi con, tôi tu giống má rồi làm ăn gì được nữa Rồi các vị nói vậy các vị độ người thân sao độ được? Các vị hiểu ý tôi nói không? Từng bước đi tôi dẫn dắt cho các vị thấy rằng tại sao chúng ta độ không được, tại chúng ta làm không đúng, làm sao chúng ta độ được một con người tuyệt vời như Đức Phật mà hiền yếu như của chúng ta, làm sao làm được? Những con người nhát nhúi yếu đuối làm sao bảo vệ lẽ phải được? Những người nhát nhúi yếu đuối như vậy làm sao hy sinh được? Chúng ta hiểu một cái cách gọi là rất là lệch lạc, cái đó người ta gọi là bi quan và tiêu cực. Và ai làm cho người ta hiểu lầm như thế? Những cái quan niệm lệch lạc của chúng ta đã làm cho những cái người khác hiểu lầm như vậy. Và những tầng lớp có ăn có học và những tầng lớp thuộc về tri thức, làm sao mình chúng ta có thể giúp cho họ có thể tiếp cận và quay về pháp được? Họ cảm thấy chúng ta bị mê tín, bị cái gì đó chứ không phải là bình thường nữa. Rồi vậy rồi kêu độ họ, độ cái gì? Mai là những người đó không được độ đó. Có phải không? Nếu mà gia đình các vị mà được độ hết giống như các vị luôn là tiêu một nhà rồi. Có phải không? Cho nên các vị phải thay đổi quan niệm học Phật và cách sống theo Phật giáo. Và hồi sáng tôi có chia sẻ với các vị và rất nhiều bài, ví dụ những cái bài là hãy đưa đạo vào đời rồi đó, là những bài này cần nghe. Phật pháp tùy duyên cần nghe, tùy duyên bất biến cần nghe. Bài giảng là đừng tham vọng thay đổi người khác cần nghe. Và nói thẳng ra vô số các bài các vị cần nghe. Bởi vì sao vậy? Các vị phải hiểu một đạo Phật như vậy là sự sống còn của chúng ta. Đừng dựa vào cái miệng dở hơi của một số kẻ có ác ý về Phật giáo. Người ta thấy những cái cách mà chúng ta chòi lên như vậy, người ta nói là làm như vậy là không tu nhen, làm như vậy là sai Phật pháp. Người ta nói như vậy để người ta đè đầu các vị xuống. Đừng dội trở thành cái nạn nhân trong cái các quan điểm của những kẻ ác đó. Cho nên có những bài giảng tôi, những người nói là tôi là dữ thế này thế kia hoặc thế thế, hiền cho mày cắn bể đầu tao à. Tôi nói để các vị hiểu cái gì. Chúng ta không khéo chúng ta trở thành những cái nạn nhân cho các người đó mà chúng ta không biết. Chúng ta như vậy làm sao chúng ta có thể phát triển và sống lên được từ những quan niệm như vậy? Người ta rất hả hê mà chúng ta đâu có biết. Chúng ta đã lọt vào bẫy của những người đó, mới vừa phát triển hơi là mới vừa ngóc ngóc lên chút xíu là đã bị rồi. Các vị nên nhớ là như thế. Người Phật tử sống bằng trí tuệ là hồi sáng tôi nói là chánh kiến đó, phải có cái thấy đúng từ tương đối đến tuyệt đối. Và khi các vị là như vậy, các vị mới có thể giúp được người thân các vị. Các vị có tu học đúng như vậy, mai này con các vị nó ra ngoài đời, nó không biết Phật pháp, nó bị ăn hiếp, hoặc là nó sống nó bị vi phạm pháp luật, hoặc là nó bị người ta hãm hại thế này thế kia, các vị đủ lý trí để dạy con mình để hóa giải. Còn tu như các vị nó làm sao mà hóa giải nổi. Cho nên chính vì chỗ đó các vị đã không chinh phục được những người thân của mình. Mà đạo Phật không dụ người ta theo để được cái gì? Đạo Phật không mang cái nghĩa đó, mà giúp một con người giác ngộ được Phật pháp để cảm thấy rằng là người đó có cơ hội thoát khỏi những
cái sự sai lầm và rơi vào trong những nhân quả mà đáng tiếc. Vậy thôi, chứ đâu phải là đạo Phật đi gom lại cho đông cho cố để mà làm cái gì. Những loại tôn giáo làm chuyện đó là tại sao vậy? Người ta có mục đích, người ta gom một con người về, về số lượng, về cái vấn đề đó, về cái vấn đề là ngự trị lâu dài với mục đích gì đó. Đó là nguyện vọng của người ta. Cái đó là cái cách gọi là truyền bá của các loại tôn giáo trên thế giới này. Đạo Phật không xuất thân từ tôn giáo. Nếu đạo Phật xuất thân từ quan niệm tôn giáo thì Đức Phật nên ở nơi kinh thành để hưởng thụ tất cả sự vinh hoa phú quý và cai trị thiên hạ, chứ không phải đi từ bỏ. Đạo Phật là người có tất cả mà từ bỏ tất cả vì chúng sinh, vì cộng đồng. Còn các tôn giáo là không có gì cả, lấy niềm tin để gom tất cả để làm vị thế cho mình. Hai con đường hoàn toàn khác nhau. Với quan niệm của đạo Phật, xem cái đó là giả tạm, cái đó là mưu bài, cái đó là rơi vào trong nhân quả và đời đời ôm những thứ đó là khổ đau trong trầm luân sanh tử. Nhưng trái lại, người ta xem đó là mục đích của người ta, vì mục đích người ta là một sự hưởng thụ rất thực giữa cuộc đời, chứ phải từ bỏ những như thế. Các vị không phân tích được những cái điều này, các vị cho à đạo này sang lắm, đạo kia thế này thế kia. Những con người đó không tu tập gì cả, và người đó cũng không cần minh bạch nữa. Bao giờ khổ đau họ tự trả lời lấy. Nên nhớ là như vậy. Sự có mặt của đạo Phật vì sự khổ đau của con người, chứ không phải là nhân cơ hội để bóc lột con người hay là gom con người để trở thành sở hữu của mình với cái gì đó. Người tu không lệ thuộc vào tất cả những vấn đề này. Nếu chúng ta không nhìn nhận được các vấn đề này thì làm sao chúng ta giúp người thân chúng ta thay đổi? Tôi biết rằng cái này là sự khó của các vị, nhưng các vị tự làm dễ lại bằng cách là khi chúng ta nhận thức và hành trì đúng đắn thì tự người thân chúng ta biết được rằng là mẹ chúng ta, cha chúng ta và những người đi chùa tu tập sẽ tốt đẹp hơn, và người ta tự hướng về. Chưa nói là người ta đã hướng về rồi, đời ai không muốn mình tốt. Nhưng mà thấy các vị tu hành gì mà thấy dễ sợ quá, thành ra đâu dám. Các vị thấy không? Như bây giờ mỗi quan niệm ăn chay thôi, nó thấy bà nội bà ngoại, ông cố nội ông cố ngoại gì ăn chay thấy ớn, ai dám ăn, đúng không? Quan niệm ăn chay, ngày chay phải ăn vậy, nghe con ăn với chuối với muối này kia nghe nọ khắc khổ, nghe con vừa cái nồi nấu mặn mà nấu chay tội nghe con, thế ngày ăn chay lỡ gì ăn mì gói mì tôm tội nghe con, thế ăn mặn luôn. Có phải vậy không? Chúng ta làm cho thiên hạ dễ sợ quá, làm sao dám tu. Và chúng ta làm như vậy có đúng hay chưa? Hay là chúng ta tự cố chấp cho những cái hành động gọi là tu để cảm thấy rằng mình khác người? Cái đó chúng ta làm khác người thì đúng, chứ tu thì chưa đúng. Các vị nên nhớ là như vậy. Chính vì chỗ đó chúng ta gọi là con à, bữa nay gầm mùng 1 nghe con, ăn chay với má hay với ba nghe con, ông nội tôi không dám ăn nữa. Có phải không? Dễ sợ quá mà sao ăn được. Bởi vì sơ xuống cái tội nè, chút cái tội, cái gì cũng tội chứ trời. Không khéo các vị không thể độ được chúng sinh. Cái người mà để gọi là độ được chúng sinh, cái người đó không phải là làm chuyện khác người. Trong tứ nhiếp pháp của Bồ Tát để độ sinh, một pháp hành mà vô cùng quan trọng mà tôi đã nói với các vị trong Bồ Tát hạnh cũng như lục độ ba la mật, và một cái bài quan trọng nữa là làm bạn với ma. Các vị nghe bài giảng này. Trong bốn cái pháp hành của Bồ Tát là tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cái đồng sự là một trong những cái vô cùng quan trọng để độ đời. Tôi nói trong đó mà một số người không hiểu. Tôi nói muốn độ kỹ nữ thì phải làm tú bà à. Rồi tôi nói muốn độ kẻ cướp phải làm tướng cướp. Tôi nói trong đó có những người nói là tôi đi suối người ta làm bậy à. Tôi nói không hiểu gì cả. Bây giờ các vị gặp một người kỹ nữ mà các vị tu hành chân chính như thế này, các vị tiếp xúc để các vị độ được không? Các vị không vào lầu xanh sao các vị độ được kỹ nữ? Tôi cho thí dụ thôi. Rồi bây giờ các vị muốn độ ăn cướp mà ăn cướp nó đánh các vị gục ngã hoài, các vị độ được nó không? Các vị phải đủ là tao là tướng cướp tao bẻ họng mày nè đó. Nhưng mà tao vậy đó mà tao còn bỏ tao đi tu, nó phục không? Phục.
Còn bây giờ nó đánh gục ngã hoài, đánh không lại nó đi tu thôi, nhát vúa vô chùa ở phải rồi. Các vị hiểu cái ý này không? Như vậy muốn độ một con người phải bản lĩnh hơn con người khác, phải từ bi hơn người khác, thậm chí đừng nhìn lỗi của người khác mới độ được chứ. Vì lúc nào cũng soi mói cái lỗi đó, không là mình trở thành đối kháng chứ sao độ nó. Bây giờ nó làm kỹ nữ, lúc nào cũng nói kỹ nữ nhan sống vậy không có trong sạch nha, nó chửi cha mình hoài sao. Các vị hiểu không? Các vị muốn độ nó, các vị phải có cái nhìn tích cực, đừng bao giờ thấy lỗi của người ta, rồi gần gũi chia sẻ, rồi thể hiện sự cao quý của mình. Nè em, chị cũng đã từng ngày xưa từng sống nhút nhơ như em thế thế, từng thế này thế kia như vậy, mà trong quá trình chị đau khổ thế này nè, bị lừa đánh thế kia, bị chà đạp nhân phẩm thế nọ thế thế, rồi bây giờ khi chị tiếp nhận cái mới thế thế, mình cho mình còn tệ hơn nó nữa, thì lúc đó nó cảm thông mà mình mới độ được nó chứ. Mình lúc nào mình cũng nói mình như kẻ tu hành cho tốt vậy này, lại sao độ nó được. Các vị hiểu cái ý tôi. Cho nên cái bài giảng tôi giảng làm bạn với ma, tôi chia sẻ các vị rất là kỹ, để đi vào đời để độ chúng sinh, mà làm khác người hoài sao độ. Các vị hiểu cái điều này, tôi đã phân tích những cái điều đó. Thì cái này các vị nên nhớ, độ người thân là phải vậy. Các vị về nghe lại ngay cái bài giảng mà Tùy Duyên Bất Biến tôi giảng tại Mỹ. Tôi có nói một câu chuyện rất là quan trọng của một gia đình mà sắp đổ vỡ, cũng vì cái chuyện giữa tu và không tu á. Các vị về nghe lại ngay. Và tôi đã cứu lấy một gia đình trong vòng một thời gian ngắn, mà thậm chí cái người mà từng cho là không tu và chống đối giác ngộ luôn. Các vị sẽ nghe lại bài đó, rồi các vị thấy rằng muốn độ chúng sinh phải làm gì. Và nghe bài giảng đừng tham vọng thay đổi người khác, cũng có rất nhiều chiêu để độ người ta. Các vị hãy nghe lại để các vị ứng dụng. Chứ còn bây giờ tôi nói ra vô vàn thứ, nhiều quá làm sao nói hết được. Cái này thì hỏi đơn giản, nhưng mà để giải quyết các vấn đề này, nó là muôn vàn tình huống khác nhau. Bởi vì mỗi một người gặp một người khó độ một cách khác, chứ không phải là ai cũng giống ai. Và khi các vị tiếp nhận được cái đó, các vị tự linh động. Mấy các bài giảng mà tôi giới thiệu cho các vị chuyên mục này, đừng tham vọng thay đổi người khác, Phật Pháp tùy duyên bất biến, bài giảng làm bạn với ma, hãy đưa đạo vào đời, đây là những bài giảng để rồi là mỗi một cái người mỗi cảnh, trong những cảnh khó khác nhau như vậy, mà cái cách gì để giải quyết các vấn đề, các vị sẽ tập hợp tất cả các vấn đề đó, coi chúng ta nằm trong hoàn cảnh nào, để tùy nghi mà chia sẻ trong các cái tình huống khác nhau. A Di Đà Phật. Và bạch thầy, con được biết và được thấy một số người muốn chết để được vãng sanh cực lạc, vì họ nghĩ sống đau khổ chỉ niệm Phật. Bên cạnh đó con cũng nghe quý thầy giảng là Tây Phương thì ở đây, nếu mình biết sống và trở về bản thân mình, phải lấy giới cấm làm căn bản. Chúng con mới hiểu đạo, rất hoang mang, xin thầy chỉ cho. Xin thưa các vị, tôi có giảng cái bài giảng là tịnh độ tại nhân gian. Các vị nếu nghe lại điều này sẽ hiểu. Tôi đã từng nói pháp môn tịnh độ sẽ phù hợp với những ai? Những người đau khổ quá nhiều trong cuộc đời, đau khổ về tình, về tiền, về bệnh tật, về tâm lý, về tất cả mọi thứ. Họ không nơi nương tựa, họ bị bạc đãi trong cuộc đời, họ mặc cảm về thân phận xấu xa hèn kém. Pháp môn tịnh độ vô cùng thù diệu với những người này, bởi vì người này rất là chán cuộc đời này. Họ chán tất cả những người xung quanh và họ không đủ tự tin để tồn tại. Vì vậy giáo lý tịnh độ là một phương tiện vô cùng tốt để cho họ có một niềm tin vào một thế giới mà họ sống nơi đó không có sự mặc cảm chỉ trích và sự phân biệt cao thấp yếu hèn cũng như sự lừa dối của con người. Những người bệnh ung thư sắp chết, họ rất cần được những cái môi trường hy vọng về điều đó. Đó là một cái sự hy vọng cứu rỗi cho họ, để họ có thể là an tâm, để họ chấp nhận một cái chết bình an hơn, vì họ không còn luyến tiếc trong cuộc đời này nữa. Cái đó gọi là tâm không còn tham luyến cuộc đời. Sự giảng sanh có thể đến với họ theo góc độ của học thuyết tịnh độ hay không, hay là có thể diễn ra như một cái quy luật tồn tại theo nhân duyên phước báo,
để tái sinh. Cái điều đó tùy mỗi người, nhưng trên cơ bản sẽ thích hợp như thế. Nhưng mà các vị đang sống hạnh phúc như thế này, các vị đầy đủ trong một gia đình, vợ chồng, con cái, danh phận, địa vị đầy đủ, sắc lực, tiền tài đầy đủ, thì Phật Di Đà có hiện xuống ngay giờ này, con à, đưa tay lên, ta đưa về Tây Phương Cực Lạc, đi không? À. Phật ơi, cuộc đời còn vui lắm, để con vài chục năm nữa hả? Có phải vậy không? Tôi nói vậy để các vị hiểu điều gì. Có những người tại sao phải đưa ra những cái là người ta đang sống hạnh phúc mà phải tiêm nhiễm vào đầu cho người ta những cái rất là tiêu cực, trong khi không giới thiệu một pháp khác để thích hợp với họ hơn. Họ đang sống vậy nè mà bắt là chết đi, để này kia cái nọ, để về Tây Phương. Đang học vậy nè, đừng học nữa, bỏ đi, để niệm Phật về Tây Phương. Một cái quan niệm vậy là một quan niệm tiêu cực và đẩy lùi xã hội này. Bao nhiêu người làm ăn, gia đình, cuộc sống họ, mọi thứ đang như vậy, kêu bỏ hết đi để niệm Phật chờ chết à. Tất cả những cái này ngớ ngẩn. Không có một đạo Phật nào như thế cả. Các vị nên nhớ, nếu mà một cái quan niệm này tồn tại giữa cuộc đời này và tất cả mọi người niệm Phật chờ chết, thì các vị thấy thế giới này như thế nào? Chết khi đang sống, có phải không? Và tất cả những con người niệm Phật kiểu đó có môn cạp đất mà ăn. Một quan niệm như vậy không phù hợp. Trong khi đó, tịnh độ là một pháp môn, và vì giáo lý pháp môn cho nên là tùy duyên. Mỗi một pháp môn sẽ phù hợp với một trình độ căn cơ. Vì vậy tu tịnh độ mà không tùy duyên mà quơ đũa cả nắm, ai cũng như vậy. Đây là cái sai lầm của những người giới thiệu tông chỉ đó. Tông chỉ đó phù hợp với ai, người tu dạng nào, trình độ căn cơ nào, hoàn cảnh nào, đưa ra một cách phù hợp. Cái đó gọi là giáo lý phương tiện. Nếu không hiểu được cái cốt lõi này, các vị ép tất cả mọi người giống nhau là các vị sai rồi. Tôi không có phủ nhận các cái giáo lý đó, cho dù các vị tu tịnh độ, nhưng mà các vị không rơi vào thân phận nghèo hèn, thấp kém, bệnh tật, xấu xa, bị cuộc đời bạc đãi ruồng bỏ, thì phải đưa ra cái cách tu tịnh độ cho nó hợp. Dù tịnh độ cũng phải hợp, chứ không phải mang cái nghĩa là để đẩy lùi, bỏ hết niệm Phật chờ chết. Không phải là như vậy, mà người hãy sống cho có ý nghĩa. Và đây là điều mà tôi muốn nói trong cái bài giảng tối nay, vô cùng quan trọng về cái điều này. Nhưng mà tôi giữ bí mật hả? Tối nay mới trình diễn mà giờ này nói trước rồi sao tối trình diễn nữa. Nói như vậy để các vị thấy điều gì. Các pháp môn chỉ là đối cơ. Vì vậy thiền, tịnh, mật, hoa nghiêm, pháp hoa gì đó, tất cả các pháp môn đều có giá trị tối thiểu của nó, tùy trình độ căn cơ và nhân duyên của chúng sinh để tiếp cận. Điều quan trọng, mỗi chúng sinh đều có pháp để tu là được rồi. Mà cái đó chúng ta hay nói một câu chung chung nôm na là 84.000 pháp môn. Như vậy vô lượng pháp môn tu là để đối trị với vô lượng căn tánh của chúng sinh. Mà bất cứ một ai cố chấp chủ quan theo một cái là cái đó là tất cả là sai, cái đó là tất cả là sai. Cho nên khi nào tịnh độ trở thành thù diệu, và khi nào thiền tông trở thành thù diệu, khi nào mà pháp gì đã trở thành thù diệu. Và chính câu này Ngài Thiền Tâm xem như là tổ của tịnh độ tông đã từng nói một câu mà chúng ta phải để dạ để lòng. Thuốc không bắt nam, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Câu này của những bậc đại trí thức đã có sự tu tập đường hoàng để lại cho chúng ta làm kim chỉ nam tu hành. Những con người tiếp nhận với Phật giáo một cách rất là chủ quan, cứ gặp ai cũng vậy, niệm Phật chờ chết à, niệm Phật bỏ đi hết à, chết chết rồi, chết rồi, chết hoài, chết hoài, sao ông chết trước đi hả? Sao xuống người ta chết không vậy? Cho nên các vị thấy rằng tịnh độ giữa nhân gian có mặt là tại vì, vì sao vậy? Vì để hạn chế tối đa sự tiêu cực này.
Chúng ta hãy sống giữa cuộc đời, biết làm thiện và sống lương thiện hướng thượng. Tất cả những căn lành chúng ta hãy gieo trồng cho nhiều và làm lợi ích cuộc đời cho nhiều. Bây giờ một con người mà gọi là cứ niệm Phật chờ chết hoài, rồi với một con người, người ta vẫn làm tất cả các việc lợi ích cho cuộc đời, cho gia đình, xã hội, và người ta cũng cầu vãng sanh. Hai con người này, con người nào tiêu cực và người nào tích cực? Người bỏ hết tất cả niệm Phật chờ chết, người đó làm gì? Quá tiêu cực. Vãng sanh hay không chưa biết, thấy vãng cổ rồi đó. Rồi một con người, người ta cũng nguyện vãng sanh mà người ta làm đầy đủ tất cả các hạnh lành trong cuộc đời, làm lợi ích cho Phật Pháp, làm lợi ích cho người thân, làm lợi ích cho cộng đồng, làm lợi ích cho chính họ, thì chúng ta thấy rằng giá trị tu tập nó lợi ích lớn như thế nào. Nên chúng ta giới thiệu có mực mộng, có mẹo, thậm chí giới thiệu một cách rất là chung chung mà nói thẳng ra là giống như là tiêu cực vậy đó. Rồi chúng ta làm cho người ta thấy cái màu sắc tu tập sao mà nó bi quan quá. Cuộc đời đầy dẫy mọi thứ này kia nọ mà cứ kêu chết hoài á. Các vị nên nhớ, có một số vị hiểu rất là lệch lạc về cái này. Ta đang ăn học vậy, kêu đừng học nữa, niệm Phật đi à, sắp chết hết rồi à. Vậy chúng ta có bà ngoại, ông nội, bà nội gì đó già cả sắp chết rồi, không có làm gì được hết á, thì gặp người đó à, xả bỏ hết đi, giờ chỉ yên tâm niệm Phật, hợp không? Hợp. Gặp người đang làm nhà khoa học, đang làm bác sĩ, đang làm vậy, bỏ đi niệm Phật chờ chết, giống bà nội tu vậy đó à. Cái này vớ vẩn. Một cái học thuyết kỳ cục gì. Cho nên ở đây những giáo lý phương tiện do chúng ta đặt ra một cách cực đoan và cục bộ, chúng ta làm cho người khác không biết đường ứng dụng. Người ta lưỡng nan giữa thế giới của cuộc đời thực này và một thế giới ảo đang tưởng tượng, và người ta cân đo đong đếm còn cái nào hơn, trong khi cái này người ta nằm trong tay. Cho nên quan điểm tịnh độ nhân gian là các vị phải được hạnh phúc an lạc ngay tại cuộc đời này. Các vị làm sao phải được hạnh phúc một cách hướng thượng thì nhân tố tịnh độ này thì các vị mới tái sinh, mới có tịnh độ được. Còn cuộc đời các vị đầy rẫy đau khổ, lo lắng, buồn bã, chán chường, các vị nghĩ các vị chết bỏ mạng này để sau đó các vị được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương, các vị ảo tưởng rồi. Không có an lạc tối thiểu trong cuộc đời, các vị cũng không có thể được giảng sanh bằng bất cứ lý do gì cả. Các vị sống bằng tâm hồn yếu đuối, mơ màng, hoang mang, sợ hãi, không có hạnh phúc an vui. Mà các vị nghĩ sau khi chết thì các vị được cái gì để được hạnh phúc an lạc vào trong một thế giới nào đó. Các vị biến các vị trở thành một dạng tôn giáo học kiểu mới, ảo tưởng thí mạng để trở về thiên đàng. Cái này nó không phải thuộc về con đường của trí tuệ của Phật dạy. Vì vậy phải hiểu rất rõ cái hay của nó ở mặt nào, cái hạn chế ở mặt nào, và người cư sĩ khi tiếp nhận giáo lý này làm sao đúng đắn để mình có hạnh phúc an vui tịnh độ hôm nay và cả tịnh độ ngày mai. A Di Đà Phật. Thì con cũng hay đi chùa lễ Phật. Đúng như thầy nói, có chùa con đến lễ Phật thấy không khí rất đầm ấm chan hòa, nhưng cũng có chùa con thấy như có một rào cản ngăn cách, rất khó hiểu. Bạch thầy, con muốn thầy chỉ dẫn cho con là mình có nên đến ngôi chùa như vậy nữa không? Điều này không chỉ một mình con mà có cả nhiều người khác cũng băn khoăn như vậy. Xin thưa các vị, đến nơi nào an lạc thì cứ đến. Ai xúi, ai bắt, ai ép mình. Nơi nào chúng ta thấy không an lạc thì chúng ta không đủ duyên. Nhưng điều quan trọng nhất, khi không an lạc đừng đi ra quăng ném lại những lời khó nghe, là điều quan trọng. Chúng ta không đủ duyên nơi đó, chúng ta tìm một môi trường khác cho mình, đó là tùy duyên. Đức Phật và các tổ cũng đã từng dạy tùy sở trụ xứ thường an lạc. Quan trọng nhất, đến nơi nào thì phải cần an lạc nơi đó. Thật sự nếu tâm chúng ta có an thì đến nơi nào cũng an. Tâm chúng ta bất an thì lên tới trời cũng không an. Nên nhớ là như thế. Vì vậy
cơ bản nhất là người thông minh. Chúng ta đến một môi trường đó, chúng ta thấy an lạc là duyên chúng ta có ở nơi đó, thì chúng ta cần tiếp tục để tu hành, tiếp tục để làm Phật sự. Còn nếu chúng ta thấy không an thì thôi, đừng quăng ném, đừng xỉa xoáy, đừng có bận lòng về điều đó. Bởi vì chúng ta đã tự làm chúng ta không an bằng những cái thái độ tiêu cực của chúng ta. Vì vậy đến chùa tu học nó cũng tùy duyên. Quan trọng nhất là con người chúng ta đã điều phục được mình ít nhiều thì môi trường nào dường như các vị cũng thấy dễ chấp nhận hơn. Còn người quá nhiều gai góc thì nó vướng chứ sao. Các vị thấy điều đó là như vậy. Ta thường thường chúng ta có gai chúng ta vướng à. Chúng ta cứ trụ lũi như vậy nặng keo có vướng à. Thông thường á, cá tính của chúng ta nó làm chúng ta rào cản, cái đó gọi là cái ngã. Những cái cá tính này nó làm một cái rào cản rất vô hình. Tùy cái thái độ ngã của con người đó về cái gì. Có những người ngã là tự ái chẳng hạn, có những người ngã vì xem mình là nghèo chẳng hạn, có người ngã vì thấy rằng mình không bị được tiếp đàng hoàng chẳng hạn. Cái ngã của mình đặt rất nhiều tình huống. Có những cái ngã của những người khác là chỉ cần một cái nhìn của ai thôi là cũng bị rào cản ngăn che. Ta nhìn gì mặc kệ người ta chứ, còn chuyện mình cứ mình chứ. Tại sao phải cho rằng nó nhìn như vậy là nó xỉa xối tao, hay là nó xỉa thế này thế kia tao, dễ tao này kia. Mình nghĩ vậy có đúng không? Chắc gì là đúng. Nhưng mà tại mình tự mình cho. Cái ngã mình đặt nó quá ư là tùy tiện. Có nghĩa vì cái sự tu tập là không phải vì tu tập nữa, vì cái sự bảo vệ bản ngã này được tân bốc mà thôi. Đi kiếm chỗ nào tân bốc thì đứng đó, còn không được tân bốc nhảy ra à đấy. Như vậy là một cái sự coi như sự nuông chiều về bản ngã. Như vậy nuông chiều về bản ngã thì chưa phải là người tu tập giỏi. Bước đầu thì được, nhưng mà quá trình dài không phải là một giải pháp. Làm sao mà nhảy vào trong những chỗ dầu sôi lửa bỏng mà tồn tại được mới giỏi. Cái chỗ mà người ta không thân thiện mà mình vẫn được thanh nhàn an lạc là thứ thiệt. Nên nhớ là như vậy. Người ta không thân thiện kể người ta, điều quan trọng ta không thân thiện mà mình thân thiện mình mới hay chứ. Sự có mình ta khó chịu, mình không khó chịu mình mới giỏi chứ. Hả? Các vị suy nghĩ lại đi. Tu tập không phải là đi tìm một môi trường để hài lòng với những bản ngã của mình. Các vị như vậy, các vị sẽ hằng ngày các vị tu càng dày lên trong các cái ái kiến ngã mạn kiêu ngạo cố chấp và bảo thủ, càng ngày càng dày một cách rất vô tình. Ngày nào thoát ra được khỏi khổ đau? Không bao giờ. Cho nên tôi nói rất nhiều người, tôi nói chuyện không có ngọt ngào với ai hết á. Tại vì tôi có quan niệm như thế này, nói chuyện ngọt ngào giống như o bế cái bản ngã mọi người, họ không được gì hết. Cứ nghĩa là mình đi tu để mình làm vừa lòng mọi người. Ở đây mình không phải là một cái quán hay là một cái nhà hàng để mình phải phục vụ thiên hạ theo dạng hài lòng khách đến vừa lòng khách đi. Tôi chỉ muốn mọi người thật sự được an vui và bớt phiền não ngã mạn cố chấp và khổ đau, chứ không phải là tôi làm hài lòng cho các vị. Để gọi là hài lòng dễ lắm, xạo xạo vài lời là hài lòng liền à. Nhưng cái đó được gì? Cho nên đa phần những người khi gặp tôi để trao đổi, để mà tìm một lời khuyên, thì thật sự muốn gặp tôi nghe lời khuyên thì phải chuẩn bị búa bổ đi, chứ đừng nghĩ là cho uống nước đường. Không có chuyện đó. Tôi có quan niệm rất rõ là như vậy. Bởi vì vuốt theo cái quan niệm các vị để các vị được cái gì? Các vị càng dày thêm các bản ngã, các cố chấp, các tự ái, các buồn phiền, thấy không được gì hết á. Còn ở đây tôi bữa như thế này, thẳng tay tôi bữa như vậy, tôi đào mòn mỏng đi những cái nghiệp chướng hay là những cái cố chấp các vị. Các vị sẽ tỉnh ra nhanh hơn chứ. Vì vậy làm cho các vị bớt đi phiền não, tham sân si, cố chấp, ngã mạn. Bởi vì bản thân cuộc đời vốn là như vậy. Tôi nói như vậy không có phải là tôi thô lỗ, mà tôi nói như vậy để các vị hiểu được rằng là tùy tình huống chúng ta, để giúp một con người thay đổi thì phải có một cái sự hiểu biết về con người đó như thế nào một cách tối thiểu. Tôi nói với các vị là
sự tu tập nếu các vị đến một nơi không an lạc, các vị có quyền tìm một nơi khác an lạc hơn. Nhưng điều đó để chứng tỏ rằng các vị chưa đủ bản lĩnh, chưa phải là một con người gọi là tu ở mức độ tương đối cao là chưa tới. Bởi vì các vị đi tìm sự vừa lòng các vị, chứ chưa phải là một cái vấn đề vượt qua những rào cản, thách thức những cái vấn đề của gọi là phiền não của con người mình. Nhưng mà nếu các vị có bản lĩnh thì các vị sẽ vượt qua những điều đó trong an lành, thì lúc đó các vị sẽ tu tiến một mức độ đáng kinh ngạc đó. Tôi nói đây các vị tự trắc nghiệm lấy chính mình, các vị sẽ biết. Nói đây các vị thay đổi để tiến bộ, không có gì cả. Vì vậy quyền quyết định còn lại của các vị, phân tích là quyền của tôi. Liệu cơm gắp mắm, nếu chúng ta chưa đủ sức để thâm nhập vào hay là lũi vào trong những hoàn cảnh như thế, thì thôi kiếm chỗ an lành đi tốt hơn. Yếu yếu đừng ra gió còn. Vậy thôi. Còn một mức độ các vị muốn thử sức để mình cao hơn thì đó là quyền các vị. Nếu các vị thấy mình vô ngã mức độ nào đó, các vị vượt qua được những tự ái phiền não tới độ đó, các vị thỉnh thoảng đi thử mình. Hãy đi thử mình. Các vị hãy đi thử mình, trắc nghiệm là chúng ta đến một nơi không thân thiện đó, người ta có những cái thái độ như vậy, tâm chúng ta thế nào? Về chúng ta tự cho biết rằng là hiện giờ chúng ta chưa vượt qua được, chúng ta mới có một thôi. Chúng ta tu tập thời gian, chúng ta muốn đến đó thử lại một lần nữa, chúng ta vượt qua đến mức độ chúng ta thấy hôm nay mình tiến tới 3. Mặc dù vẫn còn tự ái và khó chịu, nhưng mà mình đã kiềm chế mức độ tới 3. Có thể lấy hoàn cảnh nghịch lý trong cuộc đời để tự đo lường sự tinh tấn và tiến bộ của mình. Tìm cầu một sự bình an hoài chưa phải là một giải pháp. Quy luật cuộc đời không phải để cho các vị an bằng cái cách để là các vị tự thỏa mãn bản ngã, mà mai này những quy luật khắc nghiệt của cuộc đời sẽ không có cách nào để các vị có thể chọn lựa. Sanh tử là quy luật, thành bại là quy luật, được mất là quy luật, sống còn là quy luật. Các vị không có cách chọn lựa. Và vì vậy hãy tập cho mình để đối diện với những cái là dù không có cách chọn lựa chúng ta vẫn vượt qua. Đây là một cái cách gọi là rất là cao siêu và bản lĩnh. Điều này không phải là ai cũng có thể vượt qua được. Nhưng tôi nói để các vị cảm thấy gì, mai này đối diện những điều đó, các vị bớt đi những cái sự phân biệt trong lòng và khổ tâm một cách dằn vặt, một cách không cần thiết, để cho các vị có cuộc sống vững chãi và an lành hơn. A Di Đà Phật. Một người xuất gia đã từng lâu năm luôn làm cản trở bước tu học của Phật tử, luôn gây áp lực cho mọi người. Những người xuất gia như vậy có làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo. Chúng con Phật tử tại gia vì điều kiện căn hộ nhỏ, hàng ngày chúng con muốn tụng kinh niệm Phật nhưng không thắp hương được, vậy có được không? Xin thưa các vị, thì cái này tôi chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà giờ tôi nói như thế này. Cái việc mà các vị hỏi thì tôi cũng không xác định được như thế nào. Nhưng mà nếu mà các vị nhìn đúng á, thì cái việc đó là không phù hợp. Người đó chỉ còn xuất gia hình tướng thôi, cái gọi là cái tướng xuất gia thôi, nhưng mà tánh đã hoại rồi. Như vậy thì ở đây trên cơ bản nó có nhiều lý do lắm. Nếu một con người mà gọi là xuất trần thượng sĩ thì các cái giới luật không cần thiết nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta gọi là không phải dạng đó đó, mà chúng ta vi phạm thì rơi vào nhân quả, thì điều này là quy luật chứ không ngoại lệ với ai. Và quy luật này đối với một người xuất gia lại càng khắc nghiệt hơn với những người khác nữa. Trên căn bản các vị thấy 250 giới, nhưng dựa trên 5 giới của người cư sĩ là tiêu chuẩn. Đó là tiêu chuẩn mức cho cả cư sĩ và lẫn người xuất gia, và các bậc thánh cũng không ngoại lệ về điều này. Trên nền tảng của 5 giới là một nền tảng đạo đức, không thể thiếu ra bất cứ một cái người xuất gia hay cư sĩ nào. Còn các giới pháp còn lại khác chỉ là những điều thi vi, các vặt vãnh cho cái việc thuộc về dạng gọi oai nghi tế hạnh mà thôi. Cho nên các vị hiểu về tánh giới và giá giới. Tánh giới là cái không thay đổi, thì năm giới đó ngoại trừ uống rượu, ngoại trừ giới đó, bốn giới còn lại là tánh giới cho tất cả các
xuất gia hay là cư sĩ. Người xuất gia lấy tánh giới làm cơ bản thì không có sự tùy duyên và thay đổi. Còn giá giới là các sự phụ và thi vi. Ví dụ, tại sao gọi là giá giới? Giới rượu là giá giới, có nghĩa là nó không phải là quy luật, không phải là nếm miếng rượu về có tội à. Không phải uống vô vậy cái có tội, thụt lưỡi à nghe. Uống miếng rượu vô cái đọa địa ngục 500 kiếp gì đó nghe. Thế thế, nó không phải là như vậy. Các vị đừng hiểu một cách máy móc như thế. Về nguyên tắc của rượu, cái gốc làm ra rượu, chai hay mặn? Chai. Như vậy ăn chay uống chay cái đó lỗi gì? Tôi hỏi các vị lỗi gì? Trên nguyên tắc rượu không phải nếm vào miệng như vậy để thụt lưỡi để đọa địa ngục đâu. Đừng tín ngưỡng máy móc như vậy. Phật là con người có trí tuệ, không phải chế ra một cái giới luật bằng một tính cách gọi là tưởng tượng. Sở dĩ ngăn cấm rượu là không phải là nếm vào miệng có tội, mà nguyên tắc là khi chúng ta lạm dụng rượu quá mức kiềm chế của bản thân thì chúng ta sẽ tạo ra rất là nhiều sai lầm nguy hiểm. Cái hậu quả của vấn đề rượu là ở chỗ đó, chứ không phải là nếm vào trong miệng cái là có tội, thụt lưỡi thế này thế khác, vớ vẩn. Cho nên các vị hiểu giá giới, cho nên trong luật mới để như thế này: trừ khi có bệnh thì được tạm dùng. Vì giá giới cho nên tạm dùng, chứ tánh giới có khi nào mà tạm không? Ví dụ giới giết người á, hay là giới sát sanh á, có khi nào mà bất đắc dĩ đói quá, thèm thịt cá quá thì được tạm giết, có không? Có không? Không. Vì tánh giới cho nên không có, không có tạm. Hiểu không? Sát đạo dâm vọng là không có tạm. Có hiểu cái này rất rõ. Còn tại sao rượu có tạm? Vì giá giới có nghĩa là cái đó thuộc về quê nghi tế hạnh và những cái chuyện gọi là bên ngoài. Tự thân của nó không gây ra tội lỗi, nhưng mà nó gây ra cái khác. Cho nên chúng ta hiểu cái việc giá và tánh là như vậy. Các vị về nghe, có thể nghe lại bài giảng mới của tôi, giảng đó là đạo đức Phật giáo giúp được gì cho cải thiện xã hội. Tôi có phân tích chỗ này và nhiều bài giảng khác dường như tôi có chia sẻ rồi. Vì vậy, dựa trên một nguyên tắc, một thầy tu như thế như thế, thì cái việc mà các vị nói nha, tôi dựa trên lời nói các vị nha, thì cái việc đó tùy cái mức độ là có thể 250 giới nhưng mà người đó chưa bao giờ vi phạm những trọng giới, thì dù sao đi chăng nữa nó cũng thuộc về dạng gọi là giá giới và những giới tướng mà thôi. Còn nếu rơi vào trọng giới là tánh giới thì cái đó mới gọi là những cái vi phạm gọi là giới căn bản, giới quan trọng. Thì tùy mức độ nào đó của các vị nhìn tôi không hiểu. Tôi phân tích để các vị thấy rất rõ. Cho dù một thầy tu cầm lon bia uống, cái điều này khách quan nói coi không được, nhưng về tội nó không có tội gì cả. Tôi nói cho các vị biết. Nhưng mà vì giữ oai nghi với mọi người cho đường hoàng, chúng ta không dùng, chứ không phải là uống miếng vậy để trở nên tội đồ đọa địa ngục hay là tội lỗi truyền kiếp trong nhà chùa. Không có chuyện vớ vẩn như thế. Tôi nói cho các vị hiểu là những điều như vậy. Cho nên có những cái chúng ta phải hiểu được nguyên tắc như vậy, chúng ta mới làm đạo và tu đạo được. Còn chúng ta chấp mắt như một loại tín ngưỡng, đôi khi chúng ta tự làm khổ chúng ta. Thì đây là tôi nói để các vị hiểu. Còn thêm nữa là những người xuất gia mà làm rào cản cho người cư sĩ thì giống như hồi sáng tôi nói, xuất gia mà không có cái tâm gì lợi sinh, hay là không có tâm gì Phật Pháp, mà chỉ là một hình tướng xuất gia, hoặc như một người giữ hương quả ở chùa, thì tu có trọc đầu 10 kiếp cũng không được điều gì. Tôi nói với các vị như thế. Cái việc này các vị hiểu rất rõ là tu hình tướng và giải thoát tâm. Cái này trong bài giảng là tu thân và tu tâm tôi có nói rồi. Có những người giữ hình tướng rất trong sạch nhưng mà tâm không giải thoát được, thì người đó cũng không thể nào giải thoát được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị nghe lại bài giảng tu thân và tu tâm. Có những người giữ thân rất trong sạch nhưng mà vẫn không giải thoát được, ở chỗ là tâm vẫn còn đam mê dính mắc và ràng buộc từ ý niệm quá nhiều. Bởi vì chúng ta không phải giải thoát từ thân,
mà phải nói là phải nói giải thoát từ tâm là điều quyết định. Cho nên có những người sống bên ngoài thân tướng không được trang nghiêm, nhưng mà lòng họ rất là thanh tịnh, thì điều đó là một người giải thoát thật sự. Cái đó tâm giải thoát, tuệ giải thoát, và đó là cái giải thoát quyết định cuối cùng. Thân chỉ là một hình tướng, nhưng mà bảo vệ được thân tướng trang nghiêm cũng là những điều tốt cho việc hoằng pháp lợi sinh hoặc việc tiếp tăng độ chúng. Như vậy thì ở đây một người hoàn hảo từ trong đến ngoài thì càng tốt, nhưng mà điều tối thiểu nhất, nếu bên ngoài không được hoàn hảo mà trong hoàn hảo vẫn tốt hơn là ngoài hoàn hảo mà trong không hoàn hảo. Về vấn đề của Phật học nó là như vậy. Cho nên ở đây tu hành mà chúng ta làm rào cản cho Phật tử, cái này tôi nghe nhiều chứ không phải ít. Nhưng việc đó tùy cái mức độ của mỗi nơi tự quản lý, chứ tôi không quản lý các tự viện, tôi không có trách nhiệm về điều đó. Nhưng mà tôi muốn nói là nếu là việc làm này như thế thì tự thân người đó là sai, phải chịu trách nhiệm với nhân quả hay là với cái gì đó. Đó là quyền nguyên tắc mà khỏi cần chúng ta nói, người đó vẫn chịu trách nhiệm điều đó như thường. Quy luật nhân quả không lệ thuộc vào sự bào chữa của bất cứ một ai. Và nếu đến đó chúng ta tu không được, chúng ta đến nơi khác. Chúng ta có rất nhiều chọn lựa. Chọn lựa cuối cùng là ở nhà tu chắc cú phải không? Và ở nhà tu thì ở đây lại là vướng vấp về cái đồng đốt nhang không đốt nhang. Sự thật đốt nhang không đốt nhang không lệ thuộc vào sự tu hay không tu. Phật không kêu chúng ta đốt nhang, nên nhớ là như vậy. Đốt nhang là nghi lễ, chúng ta được dùng sau này để làm trang nghiêm cho các cả các nghi lễ. Không đốt nhang vẫn tu tập bình thường. Ví dụ bây giờ chúng ta đốt nhang chúng ta sợ khói, thì giờ chúng ta sử dụng các loài hoa hay là trang trí làm sao cho được thẩm mỹ hơn. Nhang đèn không phải là chuyện quy định trong từ thời Đức Phật hay là trong kinh điển. Tất cả những cái đó chỉ là những cái cách để gọi là làm trang nghiêm nghi lễ, để thể hiện sự cúng dường. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép chúng ta đốt nhang điện chẳng sao, nhưng mà chúng ta có quan niệm rằng nhang điện trái cây bằng nhựa bằng mũ rồi đó, tất cả mọi cái đó chúng ta cho là trang trí chứ không mang nghĩa cúng dường. Sắp xếp trên các bàn Phật bằng những đồ giả thì chúng ta quan niệm là vì trang trí cho được thẩm mỹ hay là được gì đó, đừng trống trải trên bàn Phật để trang nghiêm, nhưng không mang nghĩa lấy những cái đó để cúng dường thì nó không phù hợp. Còn quan niệm trang trí thì phù hợp. Vì vậy tùy hoàn cảnh cho phép của chúng ta, nếu gia đình chúng ta không được tiện thì chúng ta có thể song trầm là một cái rất là tao nhã, còn không song trầm được thì thôi cũng bình thường. Điều quan trọng nhất là cái cách chúng ta dụng công tu hành như thế nào là quan trọng. Không phải nhờ cây nhang để chúng ta đạt được hiệu quả hơn, mà về cây nhang về hình thức để trang nghiêm, cho đó có tính cách nghi lễ trang trọng, vậy thôi. Các vị thấy rằng cái nhang này rất có thể là văn hóa Việt Nam chúng ta sử dụng như thế, nhưng mà có những cái người khác họ không có văn hóa xài nhang, họ vẫn thờ cúng Phật theo một dạng cách khác. Họ có thể trưng dụng bông hoặc là đèn cầy hay là gì đó tùy. Nói chung là cái việc của mọi người tùy hoàn cảnh cho phép. Đức Phật không buộc những cái quy cách đó, mà chúng ta làm sao chúng ta phải trang nghiêm theo cái nguyện vọng của chúng ta tại tư gia, để chúng ta tu học được an lạc. Mục đích của chúng ta lại hiệu quả trong việc tu tập là chính, chứ đừng quá lệ thuộc vào những hình thức đó mà lại làm rào cản chúng ta. A Di Đà Phật. Rồi có ai có câu gì nữa không? Mời các vị hỏi trực tiếp. Dạ thầy mời cô. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Bạch thầy ạ. Con là một Phật tử cũng hay nghe những cái chương trình của thầy giảng giải, và nói như ngoài đời là con là một fan hâm mộ ạ. Bạch thầy, con cũng kể một câu chuyện mà con từ nghe từ những cái băng đĩa của thầy để áp dụng với trong cuộc sống gia đình. Con có một con trai cũng là rất là lớn rồi. Cách đây mấy hôm ấy thì con cũng rất là bực mình. Con mới về con lấy một cái thùng cho hết quần áo vào đấy. Thế con mới định là con đuổi nó ra ngoài cửa. Thế xong con dặn thằng em là tối nay không được mở cửa nữa. Nhưng mà tối hôm đấy con lại nghe cái bài pháp của thầy là làm bạn với ma. Thầy có kể trong đấy có một cái chùa và có một chú tiểu chuyên môn lấy cái đồ ăn cắp, chuyên môn ăn cắp quần áo của các chú tiểu khác.
và các chú tiểu khác, con nói với thầy chủ trì là phải đuổi cái chú tiểu ăn cắp đi. Thế nhưng mà không thấy thầy chủ trì nói gì. Mấy hôm sau thì chú tiểu đó có trình với thầy chủ trì là thầy chỉ được chấp nhận hai cái phương pháp. Một là đuổi cái chú tiểu ăn cắp ra ngoài chùa, hai là chấp nhận các thầy. Thì thấy thầy chủ trì không có động tĩnh gì cả, và cuối cùng thầy nói rằng các chú đã tu rất là tốt rồi, nếu các chú ra ngoài đời thì sẽ được trọng vọng, sẽ được cúng dường. Còn cái chú tiểu kia nếu đuổi ra ngoài đường thì không có ai nhận. Và con nghĩ ngay rằng nếu con đuổi con trai con ra ngoài cửa thì cũng không ai nhận, và con đành phải treo quần áo con trai con lên. Lúc đi thằng sau là con hỏi mẹ ơi lại treo quần áo à, thế tối nay con đuổi, tối nay có mở cửa không? Thì con bảo là tối nay không mở cửa. Qua cái câu chuyện đó thì con muốn cảm ơn thầy, con được nghe bài pháp của thầy và áp dụng luôn cuộc sống của con ạ. Nếu là con trai cô đi đến cảm ơn thầy hay hơn. Dạ, bạch thầy, đây là câu hỏi con muốn hỏi thầy ạ. Con cũng đã nghe bài pháp của thầy dạy con trong thời hiện đại. Trong bài pháp của thầy con nói, có những bài thì thầy nói rằng là con cái là do mình dạy từ bé, mình không uốn cho nên khi lớn lên rất khó dạy. Nhưng cũng có bài pháp thì nói rằng con cái là nghiệp của mình, cộng với nghiệp của nó, có thể có đứa nó sẽ sinh ra nó báo với nó tốt với mình, và có những cái đứa nó sinh ra thì nghiệp của nó không tốt thì mình phải gánh chịu. Vậy bạch thầy, con xin muốn hỏi là cái thông thường nhất bây giờ chúng con nó cái, nếu con cái không ngoan thì chúng con cũng không an tâm để mà tu hành. Vậy bạch thầy cho chúng con biết là đấy là do cách dạy dỗ hay đấy là do nghiệp quả? Cả hai. Các vị biết rằng á, cái gì cũng vậy, trong đạo Phật nói rất rõ là nhân quả hay là nghiệp là có thể chuyển. Các vị nên nhớ, tất cả mọi sự có mặt của chúng ta trong mối tương quan vợ chồng, cha mẹ và con cái, thậm chí cả bầu bạn, chúng ta cơ bản trên 4 tình huống: trả ơn, rồi báo ơn, rồi trả quán, báo quán. Tất cả mọi hình thái, bạn bè, mọi thứ chúng ta gặp nhau để trở nên có một sự gắn kết thân thuộc trong các mối quan hệ đều xuất phát từ cái đó. Nếu nói như vậy các vị thấy rất cay đắng, nhưng sự thật là nói như vậy. Mà đời người ta hay nói là sự thật phũ phàng, đúng là sự thật phũ phàng. Nếu chúng ta nhìn theo góc độ tình đời thì cứ nhắm mắt mà sống với tất cả mọi tình huống vợ chồng, con cái, cha mẹ, bầu bạn bằng cái tính cách nhìn hiện thực trong cuộc đời, tùy nghi để ứng xử giải quyết. Còn nếu nhìn về cái góc độ là tại sao chúng ta có mặt trong cuộc đời, trong các mối quan hệ như vậy, chúng ta phải biết rất rõ mọi thứ đều do ân oán nhân duyên giai trả của tất cả mọi tình huống mà để chúng ta có mặt. Tất cả những người chúng ta không thuộc về ân oán giang hồ, tình huống này kia cái nọ, quan trái, chúng ta không có lý do để trở thành thân thiết với nhau. Chúng ta gọi là người biết qua đường hoặc là người xa lạ. Cái này mình nên nhớ vậy. Bởi vì sao vậy? Chỉ có mối quan hệ với nhau trong một cái tình huyết thống hay là vợ chồng hay là một cái lý do gì đó để kết hợp nên, thì chúng ta mới có lý do để trả dài ân oán. Bây giờ tôi nói ví dụ nè. Các vị đi ngang đường, các vị thấy một đứa bé bệnh tật nằm lê lết bên đường, các vị tỏ lòng thương quá, các vị gửi cho nó 100 euro là giỏi lắm rồi, chứ không lấy thông thường 5 euro là còn à. Nhưng mà nếu con các vị như thế, các vị làm gì? Nếu là con chúng ta ẩm đi chạy 8 ông bác sĩ, 10 bệnh viện, đúng không? Thậm chí là bằng mỗi cách làm sao có thể giúp được con mình cho tao. Nhưng mà con người ta không dính líu gì đến mình, cho nên có thể vì thương hại dòm một chút, hoặc kêu ai đó cứu, hoặc là bỏ ra một chút ít tiền vì lòng nhân đạo là cùng. Vì không phải là thân bằng quyến thuộc cho nên không có lý do để trả dai trong này, vì không phải là trách nhiệm của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Tôi cho ví dụ nữa. Một người bình thường, một người đàn ông, một người đàn bà hay là một người con trai, người con gái, dám tán vào mặt tao không? Đâu có dám, đúng không? Dám chửi tao không? Đâu có dám. Dám đài đọa tao phải thay quần giặt áo, hầu cơm hầu nước không? Đâu có lý do đó.
nhưng mà vợ chồng rồi nó đánh thấy bà cũng vẫn gán rủi đầu mà sống. Có phải không? Giáng xưa bây giờ đóng thuyền rồi mà. Các vị thấy rằng vì nhân duyên vợ chồng cho nên mấy giờ nó đánh mình hoặc nó mắng mình hoặc nó đài mình như thế, chứ mày ngoài đường đố mày dám đụng tao hả? Có phải vậy không? Tôi nói để các vị thấy cái điều đó rất rõ là sòng phẳng trong cuộc đời nó vốn là như vậy. Gắn qua cái chữ mẹ con, cha con, thân bằng, quyến thuộc, bậu bạn gì đó, đó là lý do gọi là nhân duyên để trả nợ hay là báo oán, là nguyên tắc của nhân quả. Cái này là nguyên tắc thôi, các vị có lý giải cách gì nó cũng như thế. Nhưng tất cả mọi nhân duyên, ân oán, nhân quả nó tồn tại theo nghiệp của nó, thiện nghiệp, ác nghiệp và nhân quả của những người đối tác trả dài. Việc đó các vị có thể nghe lại bài giảng là tại sao chúng ta tu theo Phật. Tôi đưa ra câu chuyện ông trưởng giả kén rễ rồi chứ, các vị nghe nhiều rồi. Tùy cái mức độ thiện căn của chúng ta mà các ân oán này có dài ngắn khác nhau là quy luật. Cho nên khi chúng ta có nhiều phước báo, tất cả ân oán sớm dứt. Mà chúng ta không tu tạo nhiều phước báo, ân oán kéo dài. Cái này là tùy. Như vậy một đứa con chúng ta sinh ra đời nó cũng lệ thuộc vào cái đó, ân tình oán trả gì đó. Có những khi chúng ta thương nó thương chúng ta lại. Cái đó là ân tình chúng ta trao cho nhau để có hạnh phúc. Có những khi chúng ta thương nó không thương ta, chúng ta chịu. Có những khi chúng ta không thương nó mà nó thương ta, thì cái đó nó chịu, chúng ta nhờ. Như vậy thì tùy các cái hoàn cảnh khác nhau, chúng ta biết được rằng là trong một cái gia đình chúng ta có những đứa con chúng ta sinh ra tự nhiên chúng ta không thương nó, nhưng nó rất hy sinh cho gia đình, cái nghiệp của nó cũng không trách. Nhìn vào thực tế nó thấy có sự bất công giữa nó và các anh chị em khác, nhưng nhìn về nhân quả đó là quy luật công bằng. Chúng ta còn không lý giải được trái tim chúng ta tại sao thương đứa này mà không thương đứa kia. Chúng ta cố muốn thương nó mà thương được. Cái này có những người đã nói với tôi rất là nhiều. Sinh ra đứa con cố muốn thương mà thương được. Có những đứa cố muốn thương cha thương mẹ thương được. Cái việc đó gọi là tùy ân oán của các vị. Nhưng mức độ, nếu một người đó cho dù ân hay là oán mà giác ngộ được Phật Pháp thì mọi cái sẽ khác đi. Có thể rằng tôi sinh ra trong cuộc đời để tôi là người báo oán mẹ tôi, ví dụ vậy. Nhưng mà hiểu được Phật Pháp thì chúng ta không làm những chuyện vô đạo đức và ảnh hưởng đến đạo đức nhân quả nghiêm trọng như vậy. Vì sự giác ngộ cho nên các ân oán này được hóa giải một cái cách tốt hơn, gọi là nghiệp có sự thay đổi, gọi là chuyển nghiệp. Vậy thì bây giờ các vị sinh ra một đứa con, các vị chưa biết rằng nó sinh ra để báo oán hay là báo ơn các vị. Nhưng điều quan trọng các vị làm hết chức năng của một người mẹ đi, dạy con bằng mọi cách đi, lo lắng cho con, dạy con mẫu mực trong cái việc răn dạy, cho con học đạo hay là học đời, mọi thứ dạy từng ly từng tí, làm hết khả năng mà con không nên là quan trái, các vị phải chấp nhận chuyển không nổi. Nhưng mà các vị bỏ sụi nó để nó lớn lên nó trở thành không ra gì, hoặc là nó bất hiếu các vị đổ thừa, các vị không đúng, các vị làm chưa hết vai trò của mình sao đổ thừa được. Để trả lời các vấn đề này, các vị làm hết khả năng của mình mà không thay đổi được, cái đó gọi là nghiệp. Còn các vị bỏ sụi tất cả mọi thứ trôi theo dòng, cái đó là các vị không có trách nhiệm, thì các vị sẽ trả dai một cái sòng phẳng. Rất có thể các vị sinh nó ra nó báo ân tốt cho các vị, nhưng các vị bỏ sụi nó, tình cảm các vị gieo vào nó về mặt phúc đức và tình cảm không lớn, nó có thể nó báo ân các vị rất ngắn và rất ít, để có thể có một lý do để không còn tồn tại trong sự ân nghĩa này nữa. Này của quy luật công bằng của nhân quả mà chúng ta không có chen vào được. Nhưng mà rất có thể rằng nó báo oán các vị dài, nhưng mà các vị tu tập tốt, còn các vị tự có lý do để thay đổi. Cái điều đó tôi đã nói trong cái bài giảng quá nhãi nghiệp tiền kiếp, tôi nói rồi. Ví dụ bây giờ các vị không có bảo vệ tài sản của mình một cách tốt, các vị để ăn trộm lấy, thì các vị ngồi nói là hồi kiếp trước thiếu nợ nó, trên kiếp này thôi nó lấy cho rồi, xong mở cửa để lấy từ ban đầu đi. Chúng ta không có nói một cái cách vô trách nhiệm vậy. Nhưng bây giờ chúng ta bảo vệ một cách tốt nhất,
nhưng mà chúng ta không thể giữ được, chúng ta phải chịu, cái đó gọi là nghiệp. Còn chúng ta hời hợt để ăn trộm lấy, hoặc bị giật lấy, hoặc cướp lấy, chúng ta thiếu trách nhiệm trong cái việc bảo vệ tài sản của mình thì cho đó là nghiệp, chúng ta bậy, chúng ta sai, cái đó không đúng. Cho nên chúng ta làm hết cách mà không thay đổi được, cái đó là quy luật của nghiệp rồi. Nhưng mà các vị làm hết sức mình, dù muốn dầu không, các thiện hay là ác nghiệp đều có sự chuyển dịch của chính nó. Cho nên tôi từng ví dụ một cốc nước như thế này, muối nhiều thì sao? Nước mặn. Vậy thôi. Nếu mà chúng ta biết rằng nước mặn, chúng ta thêm nhiều nước vào thì sao? Nó sẽ nhạt ra, tùy cái mức độ nước nhiều hay nước ít. Vậy thì bây giờ tất cả các việc ân quán, nghiệp thiện ác gì đó có thể đến với bất cứ một ai, nhưng sự nỗ lực không ngừng về phước báo và lương thiện của người đó, mọi việc đều được thay đổi. Dù không tuyệt đối cũng đã được chuyển dịch một mức độ đáng kể nào đó do sự tu tập của chính mình. Rồi, A Di Đà Phật. Các vị có câu nào nữa không? Dạ, thầy mời cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con thì cũng cứ chờ mãi xem là đạo tràng có hỏi những cái câu mà giống như cái thắc mắc của con, để con cũng đỡ phải hỏi mà hỏi thầy. Mà con chưa thấy thì bây giờ con thứ nhất là xin hỏi thầy hai câu. Tức là thứ nhất, hôm nay con nghe thầy giảng về chánh kiến, trong đó thầy có một cái ví dụ là con thì tới muộn, nhưng con nghe cái ví dụ mà lúc mà thầy nói có quý sư tổ chức cái khóa tu cho những người mù, rồi những người mù thì lại làm ra những cái bộ bài để chơi trong khóa tu, rồi làm cho quý ni sư cũng bị phiền não. Nhưng mà thầy có đến khuyên là giảng giải để quý ni sư hiểu ra là có nghĩa là thầy có một cái sự từ bi mà làm cho con rất là xúc động. Thì bây giờ ví dụ chúng con cũng là người tu theo Phật mà học giáo lý của Đức Phật mà được quý thầy cô chỉ dạy, thì cũng giữ năm giới cấm, năm giới của người Phật tử tại gia. Thì làm thế nào mà thầy có được cái lòng từ bi như thế? Con nghe con rất là cảm động. Thầy có thể là chia sẻ bật mí cho chúng con để chúng con có thể là bắt chước và cũng quán xét ra được. Tại vì trong cuộc sống thì cũng có rất là nhiều những cái lúc bất như ý mình. Giống như thầy kể chuyện thì con cũng tự thấy tâm hồn con cũng thấy tức ở trong lòng ấy. Tại sao đã đi mù mà người ta tổ chức khóa tu mà lại còn đi làm chơi bài như thế? Mà con thấy thầy khuyên quý ni sư có một cái từ bi như thế thì thầy chỉ chúng con cái quá chứ. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là tụi con thì từ khi biết Phật thì học Phật thì cũng niệm Phật để mà cầu vãng sinh. Thì từ khi mà nghe được cái chuỗi bài giảng của Thượng Tọa Nhật Từ thì Ngài có nói là nếu mà chỉ có như thế thì nó sẽ bị mù chữ Phật Pháp. Thì con cũng bắt đầu là cũng tìm hiểu nhiều, rồi là tìm ra thì là cũng phải Phật tử phải tu theo nương theo 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật dạy. Thì trong đó con cũng giống như là bài chánh kiến thì thầy nói là nó cũng là một trong 8 cái đường nối tu tập của bát chánh đạo, nó cũng là một pháp môn rất là quan trọng. Mà con không hiểu ở cái chỗ mà có cái bảy giác chi, con không hiểu. Thì con cũng xin cái câu thứ hai thì thầy cũng chia sẻ để tụi con cũng con xin cảm ơn thầy. Thầy chia sẻ cô trong câu hỏi có 3 ý. Cái ý đầu tiên thì cô muốn thầy bật mí để làm sao làm được có cái giống thầy. Thì chừng nào cô làm theo thầy thì cô giống thì cái đó vậy thôi, chứ gần sao giờ hoàn cảnh cô không thể cho phép làm được như các thầy. Nhưng các thầy đã lấy kinh nghiệm để cho các vị rút ngắn lại cái cách để mà gọi là ứng dụng. Cái đó là các vị quá ư lợi thế. Một người đã tìm ra được bản đồ cho chúng ta thì không có lý do gì chúng ta là vẽ lại bản đồ lần thứ hai cho chúng ta an tâm hơn. Cái đó làm như vậy người ta gọi là dại dột. Và vì vậy khi mà người ta đã đưa ra cái bản đồ thì chúng ta chỉ dựa vào trên bản đồ đó chúng ta đi, vì cái đó đã xác định bản đồ đúng đắn rồi. Có thể chúng ta bổ sung qua quá trình chúng ta đi thực địa ít nhiều.
Cho nên việc tu tập là các bài giảng của các thầy đã làm cho các vị rút ngắn lại khoảng thời gian ứng dụng rất là nhiều. Nhiều bài giảng chừng nào các vị sẽ có những cái cách lý giải khôn ngoan, minh bạch, và các vị sẽ bớt đi những lỗi lầm trong quá trình vận dụng tu hành nhiều chừng đó. Điều quan trọng là thầy đó thầy nào. Không phải thầy nào nói nó cũng phù hợp. Có một số người mà đưa các bài giảng lan ban lên mạng một cách không phù hợp, không rõ nguồn gốc, gốc tích luôn, một cách rất là tùy tiện, thì cái đó các vị phải dè dặt. Bởi vì có những cái trích cú trích dẫn tôi không biết nó nằm từ đâu, và nó không phản ánh được cái giáo lý của Đức Phật, mà người ta cứ nói là Phật nói, Phật nói, Phật nói. Không phải người ta gắn cái chữ Phật vô là trở thành Phật nói. Chữ Phật đó nhưng mà vẫn có thể ma nói như thường. Vì vậy cái việc đó các vị phải xác định dựa trên Tam Pháp Ấn của Phật dạy, mà tôi đã giảng rất là nhiều trong các kinh điển hay là hoặc những bài giảng chuyên biệt tại Mỹ, là chúng ta là bài Tam Pháp Ấn đó, để xác định được kinh điển Phật dạy. Trong đó có cái bài là tìm hiểu về Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo, để các vị xác định được đâu là kinh điển đúng nghĩa của Phật nói, là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai là việc gọi là tu tịnh độ. Thì cái này á, tôi đã nói cho các vị quá nhiều bài giảng về tu tịnh độ. Bởi vì sao vậy? Thời gian qua có những cái cách gọi là tịnh độ cực đoan và tịnh độ mê tín. Tôi hay nói là như vậy. Pháp môn tịnh độ có từ khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau Tây Lịch và phát triển thịnh hành từ Trung Quốc. Và người khai sáng tịnh độ tông không ai khác hơn đó là Tổ Tuệ Diễn. Không ai phủ nhận cái giá trị của tịnh độ tồn tại hàng nghìn năm như vậy. Nhưng ở đây cái sự biến cách về cách tu tịnh độ để biến trở thành một tôn giáo đối kháng là cái đó chúng ta phải tuyệt đối loại trừ. Không khéo chúng ta biến lại một cái học thuyết tu tập trở thành một loại tôn giáo mới, để dậm lại cái vết đi cũ của những tôn giáo đã từng sụp bẫy và sai lầm ở thế giới phương Tây, và bây giờ nhai lại như vậy là một cái điều mà thiển cận. Trong khi người ta đi chạy tìm học hỏi những cái giáo lý cao siêu của đạo Phật để người ta cải tổ từ học thuyết cho đến những cái ứng dụng trong cái lỗi lầm của các học thuyết người ta, thì mình lại có một học thuyết tuyệt vời đây, đi đổ sông đổ biển, đi nhai lại những vết đổ của thiên hạ, là một việc làm thiếu trí tuệ và đẩy những người tu tập như vậy đi vào con đường mê tín tà kiến. Phê bình là phê bình cái đó chứ không phải là phê bình tịnh độ tông. Các vị nên nhớ là như vậy, không ai phê bình tông tịnh độ đó, mà tại vì những người đặt ra những cái cách tu tịnh độ mù quáng quá, mê tín quá, cực đoan quá, tiêu cực quá. Ví dụ bây giờ không ai phê bình chuyện hộ niệm, mà hộ niệm tào lao là người ta phê bình. Tôi đã giảng cái bài giảng là hộ niệm những điều cần biết tại Mỹ, các vị nghe là ai phê bình chuyện hộ niệm, đó là một việc làm tốt. Nhưng hộ niệm như thế nào cho phù hợp, đúng cách, để lợi lạc cả kẻ mất và người còn, chứ không phải đây cho người ta ảo tưởng. Một con người không có tu tập gì hết trơn á, lời lãi nhãi niệm gì đó không biết, rồi cuối cùng vỗ tay giảng sanh rồi, giỏi quá vậy. Làm chuyện gì kỳ á, niệm 8 tiếng chưa giảng sanh, niệm 16 tiếng, 32 tiếng gì đó, thế, một ngày chưa giảng sanh, hai ngày thế. Ở đâu có những cái phương pháp quái đản gì? Bài đặt. Nếu có những phương pháp như vậy thì Đức Phật đã làm cho những thân bằng quyến thuộc của Đức Phật từ thời còn tại thế rồi, chứ đợi chúng ta làm à? Chúng ta giỏi hơn Đức Phật để chúng ta sáng tạo ra được một cái cách tu đơn giản mà giải thoát vậy đó hả? Nếu đơn giản như vậy, ngày xưa Đức Phật đi khuyên Gia Du Đà La hay là Tịnh Phạn Dương hay là con là Ra Hầu La đi tu chi vậy? Thân bằng quyến thuộc cỡ đó mà Đức Phật chưa làm chuyện đó được, mà Đức Phật là người cao quý và thánh thiện thế nào, mà Đức Phật còn kêu Gia Du Đà La phải từ bỏ xuất gia, Ra Hầu La từ bỏ xuất gia để tự tu tập, tự giải thoát. Chúng ta đây là một phàm phu đầy mê muội, nghiệp chướng trần lao đầy đủ, tự nhiên hô hào để đưa một người về Tây Phương Cực Lạc. Một người không có nhân tố giảng sanh thì có niệm sói chán đi chăng nữa cũng không thể giảng sanh được. Nên nhớ là như vậy. Một người đâm heo thuốc chó cả đời, tự nhiên sắp chết cái niệm Phật, cái hồi vỗ tay về Tây Phương Cực Lạc rồi. Ở đâu có cái gì mà quái đản vậy? Hay dữ vậy? Nếu có một pháp đó dạy gì ai tu? Ăn chơi một đời cho sướng, để sắp chết kêu ban hộ niệm lại, lại đây nè niệm để đưa tôi về Cực Lạc dùm. Sướng không?
cái đó sai với quy luật của nhân quả, sai với nguyên tắc tu tập. Trong khi hộ niệm là một cách rất tốt do Tổ Tuệ Diễn khuyến khích cho cái đạo tràng tu tập ngày xưa, trong một cái hội tu tập gọi là Bạch Liên Xã, tức là những người này đều có nhân tố giảng sanh hết rồi, nhưng mà người đi trước người đi sau thành lập cái này để cùng trợ niệm được chánh niệm để giảng sanh, vì ai cũng có nhân tố giảng sanh hết á, chứ không phải cái đó xài với bất cứ mọi chúng sinh nào đâm heo thuốc chó gì đó sắp chết rồi lại niệm Phật để được giảng sanh như thế vớ vẩn. Hộ niệm là cách thức để đưa đạo Phật đến với cuộc đời, gặp những hoạn nạn đó mình tạo cái duyên để cho người ta tiếp cận gần gũi, để gieo căn lành với Phật pháp. Đời này chưa có duyên tu, đời sau tu, và nhiều đời sau có cái duyên Phật pháp tu tập, chứ không phải nhờ hộ niệm để được giảng sanh bằng cái cách như vậy. Nếu người đó không tự giảng sanh được thì hàng ngàn người khác hộ niệm cũng không thay đổi được tí gì. Cái chánh nhân mà không giảng sanh thì làm sao trợ duyên để giảng sanh được. Cho nên phê bình là phê bình cái tiêu cực, chứ không phải là phê bình hộ niệm. Hộ niệm là việc tốt, khuyến khích nên làm, nhưng phải làm với chánh kiến, chứ không phải làm với cái chuyện mê tín tà kiến như vậy. Cho nên coi lại bài hộ niệm người lâm chung những điều cần biết, tôi có nói cái bài giảng này. Bài giảng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, tôi cũng có chia sẻ này. Bài giảng tại pháp là người tu tịnh độ cần biết, tôi cũng có nói về điều này. Còn cái điều thứ ba là cái điều hỏi là trập pháp trong thất giác chi. Đây là một cái bài giảng rất đầy đủ, tôi giảng tại Canada, là bài giảng là bảy pháp thành tựu giác ngộ. Cô nghe lại bài giảng này sẽ hiểu được trạch niệm tinh tấn hỷ khinh an vân vân. Cái này là trong bảy pháp gọi là thất giác chi hay là thất bồ đề phần. Đây là một trong những cái cách mà gọi là đầu tiên trong việc trạch pháp, gọi là chọn lựa pháp và chọn lựa dựa vào trình độ căn cơ của mình để mà gọi là chúng ta chọn lựa phù hợp khởi điểm đầu tiên cho bảy giác chi. Cái này cô nghe lại cái bài giảng bảy pháp thành tựu giác ngộ, thì bài này thầy chia sẻ đầy đủ với cái ý gọi là trạch niệm tinh tấn hỷ khinh an định xả, đó là bảy pháp thất giác chi hay thất bồ đề phần. Thầy dựa vào cái từ thất bồ đề phần cho nên gọi là bảy pháp thành tựu giác ngộ, lấy cái tựa đó là tựa chính chứ không có lấy pháp là thất giác chi, bởi vì thấy nó rất là khó hiểu. Cho nên là lấy bảy pháp thành tựu giác ngộ, lấy cái ý nghĩa của thất bồ đề phần đó để chia sẻ các vị trong 37 phẩm trợ đạo. Các vị về nghe lại cái bài giảng đó sẽ có sự phân tích đầy đủ ha. A Di Đà Phật. Thôi thì bây giờ chúng ta tạm dừng cái buổi nói chuyện tại đây đi ha. Đủ rồi hả? Dạ, kính thầy, con thi thường nghe quý thầy nói về vấn đề mà vấn đề phá thai, nạo thai. Thật sự con không phải là người chủ trương như vậy, nhưng mà con có một cái thắc mắc như thế này thôi. Tức là một con người được hình thành, được ra đời bởi vì có duyên cha, có duyên với cha hoặc với mẹ đấy, mà khi cha mẹ gần với nhau thì cái thần thức nó đến, nó mới thấy, thì nó có duyên thì nó mới đến. Như vậy thì nó phải có nhiều yếu tố, là nó phải có duyên là để trở thành người, có duyên với người cha hoặc là người mẹ đó. Nhưng mà ví dụ như là cái người mẹ đấy, người ta trong một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, người ta không thể giữ được, thì như vậy người ta cũng có mang tội. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta phải dùng pháp phương tiện mà để nói chống cái sự phá thai. Nhưng mà con nghĩ thế này, nếu mà để cho người mẹ người ta mặc cảm quá lâu dài, người ta cứ thế à với cái trái mà, tại vì nếu mà nói những ví dụ như em bé đó mà là người nó chết thì 49 ngày thì có thể tái sinh trở lại tùy theo nghiệp của nó. Hoặc là nếu cái em bé đó mà nó đủ cái nghiệp đủ để mà trở thành làm người thì nó đã đi tái sinh trở lại, chứ không có phải là cứ theo bà mẹ đó mà để báo oán báo ơn này nào đó đủ thứ hết. Cho nên con xin hỏi là cái ý con thấy thầy nói chuyện con thấy rất là hợp ý con, rất là tiến bộ, cho nên con muốn hỏi ý của thầy, quan điểm của thầy thế nào về việc đó. Bởi vì nhiều bà mẹ người ta có rất là mặc cảm, nhiều khi nói nhiều quá người ta đau khổ cả đời người ta. Cho nên con chị... Ủa nãy thầy có nói cái vụ mà đâu có một cái chúng sinh nào đi theo để báo quán trả quán gì đâu, nãy thầy có nói rồi mà đúng không? Dạ có, người ta nói nhiều quá như vậy, cho nên nhiều bà mẹ, những người phụ nữ nhiều khi người ta vì hoàn cảnh khó khăn mà người ta... Thầy hiểu ý của cô rồi. Thầy đã có giảng cái bài giảng phá thai và nghiệp lực, chắc là các vị có nghe chứ.
để dẫn đến cái hành động phá thai thì không phải trách riêng bà mẹ, mà có thể trách riêng cái tác nhân của người nào gây ra cái bào thai đó với một cách trách nhiệm và vô trách nhiệm thế nào nữa, chứ không phải quy kết cho một bà mẹ. Tôi đã nói cái này nhiều lắm. Cái sự phá thai này bao gồm rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà nếu một con người vì vấn đề thói ăn chơi hay là thói đời thì việc đó cần phải lên án thẳng thắn, chứ không có dung dị được. Bởi vì á, các nhà khoa học hay là y học đã hiểu biết được cái sự ác của cái hành động đó, cho nên tạo ra rất nhiều cách để giúp chúng ta ngăn ngừa. Ngăn ngừa từ phương pháp khoa học cho đến những biện pháp mà cái tức là người ta có cách cho chúng ta luôn. Thì các vị là người sống ở ngoài đời, các vị quá hiểu về những cái cách này rồi, phòng và tránh thai thế nào. Nhưng mà các vị ở đây vẫn tùy tiện để làm việc đó, có thể do các vị hiểu, hoặc có thể các vị bừa bãi, hoặc có thể cái gì đó. Thì cái này là hậu quả cho mỗi hành động, nhưng mà không riêng bà mẹ. Người tạo ra nhân tố đó vẫn chịu chung một cái hành động tương đương như quy luật của nhân quả. Tôi chưa biết ai nặng và ai nhẹ, bởi vì các tình tiết cần phải lý do động cơ từ mục đích nào. Ví dụ một gã đàn ông sở khanh, để tạo ra điều đó cho người ta phải quan trái, mà người này uất ức quá không thể giữ gìn được, phải phá thai, thì hành động đó cái gã sở khanh đó phải chịu một trách nhiệm không nhỏ đối với hành động phá thai này. Chứ không thể nào nói là cái người phụ nữ đấy gánh trọn vẹn về hành động đó. Người phụ nữ đó làm, nhưng gã sở khanh kia phải lãnh một cái phần dường như còn cao hơn người phụ nữ này nữa, vì động cơ nó xuất phát từ cái kẻ gây ra một cái quan trái này. Như vậy nhân quả là một quy luật công bằng, chứ không có thiên lệch gì một cái điều. Nhưng đưa ra điều đó như thế nào để cho các vị cảm thấy rằng mặc cảm của bà mẹ hay là gì đó, ở đây nói không mang cái nghĩa để đẩy cho những cái người mẹ đi vào mặc cảm như vậy, nói để hạn chế những sự bừa bãi trong xã hội này về nhiều cách. Chúng ta không thể bảo quản được cái nhân tố tương lai thì chúng ta phải có nhiều cách để ngăn ngừa. Khoa học hiện giờ cho chúng ta đủ cách để ngăn ngừa hoặc là giải quyết các vấn đề một cách có nhân đạo, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta tùy tiện trong cái việc mà gọi là cho phép chúng ta quá đà, rồi chúng ta nói là người khác nói phê bình thế. Ở đây nghiệp ai nấy lãnh, mắc gì phải chen miệng vào cho mệt mỏi. Nhưng mà đây nhằm cái gì? Để giống lên một hồi báo cảnh tỉnh, để mai này người ta có biết rằng là chúng ta không lưu giữ được, hoặc là chúng ta không thể có thêm một đứa con nữa, thì chúng ta phải làm cách nào cho phù hợp với nhân đạo hơn. Chúng ta phải ý thức và nắm rất rõ về điều đó. Tôi không biết là những cái người khác nói thế nào, để cô nghe cô tiếp nhận về việc đó thế nào, tôi không biết. Ở đây tôi không có lên án cái việc đó, bởi vì ai làm nấy chịu. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy rằng là các vị không khéo biến chúng ta trở thành những cái người và lãnh cảm vô đạo đức với rất nhiều tình huống. Đây là cái điều mà gọi là chúng ta cần phải để ý, cần phải dạy con hay là bản thân chúng ta phải ý thức về điều đó. Bởi vì chúng ta biết nguyên tắc để có sự thọ mạng của chúng sinh là như thế nào rồi. Chúng ta là con người sống giữa cuộc đời đối với vấn đề quan hệ tình ái hay là gì đó, và cái kết quả cho mỗi cái hành động đó là như thế nào chúng ta biết quá rõ. Các phương tiện y khoa bây giờ đã quá nhiều và đầy đủ, còn hơn ngày xưa hàng trăm lần. Những tuyên truyền về kiến thức này đối với một con người hôm nay học lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 là biết hết rồi, không có còn gọi là mù mờ ú ớ như thời xưa nữa. Nhưng mà chúng ta cứ tùy tiện như vậy là chúng ta quá ưa là xem thường và dễ vui với chuyện đó. Dẫn mặt trên sinh mạng của chúng sinh thì cái giá phải trả cho mỗi hành động là không nhỏ. Và đồng thời các vị nên nhớ rằng vì cái sự tùy tiện chơi bời liêu lỏng của những người chiều chuộng bản thân quá đáng, cho nên sau này có những người muốn mình có một đứa con để an ủi cuộc đời trăm ngàn lần lại không có được. Đó là cái giá phải trả cho những điều đáng tiếc. Và thậm chí có những người rơi vào trong tình huống là bệnh tật một cái cách rất đáng tiếc từ những cái cách sung bừa bãi của mình. Như vậy cái bài giảng ở đó tôi chia sẻ là nhân quả là quy luật công bằng, không ép một người mẹ phải chịu đựng, mà nó phải nói chung là chia đều cho rất nhiều yếu tố. Động cơ phá thai đó từ xã hội, từ cha mẹ, từ người các trong mối quan hệ, hay là từ mặc cảm cá nhân, hay là từ cái mức độ là chơi bời chiều chuộng bản thân mà muốn che giấu tội lỗi hay là sai lầm. Rất nhiều động cơ để nhân quả trả dài một cách sòng phẳng, cho không cần người khác nói. Người Phật tử chúng ta ý thức được điều đó để chúng ta có thể sống tốt hơn và tránh đi những điều đó để mặc cảm suốt đời.
Dù thế nào đi chăng nữa, một trứng gà, trứng vịt, nếu không phải là trứng công nghiệp, người ăn chay còn cảm thấy e dè và thậm chí không ăn. Thì huống chi một nhân tố rất rõ để trở thành một con người, cái này là nhân tố trở thành người đàng hoàng. Còn cái kia nhân tố để trở thành gà vịt thôi đó. Trong một cái trứng mà ngày xưa trứng mà không phải trứng công nghiệp là người ăn chay, người ta không ăn. Không ăn không phải gì đó mặn hay nó chay, mà vì nhân tố của một chúng sinh sắp ra đời, vì lòng nhân đạo và từ bi ở mức độ cao siêu và tuyệt đối, thì người ta không ăn những chúng sinh còn trong cái trứng. Chẳng phải ăn một miếng trứng nó mặn là nó có tội, không phải vớ vẩn như vậy. Như vậy thì trở lại vấn đề là một cái thai nhi dù là tiêm thai cũng là một nhân tố để trở thành một con người mai này. Thì đó là một cách rất rõ ràng về từ bi và nhân đạo, người ta hạn chế tối đa. Còn cái hoàn cảnh không cho phép các vị, với nhiều lý do tùy các vị giải quyết, nhưng cái gì cũng phải có cái giá phải trả của nó. Điều quan trọng nhất phần lớn các thầy đưa ra như một lời cảnh báo theo quy luật nhân quả, cho mang cái nghĩa dạy đời cho tất cả chúng ta về điều đó, để chúng ta thấy rằng hành động đó dẫn đem đến quan trái, tội lỗi hay là có những cái là khổ đau. Khi tôi sang Mỹ, có cô này cô trình bày với tôi, trước khi cô có gia đình cô phá thai 8 lần. Các vị nên nhớ, bây giờ có gia đình 3 năm sau không có con, mà gia đình ở bên kia là gia đình người Hoa đó, họ rất là quan trọng về điều này, mà họ rất là giàu có. Nếu cô này không có con thì sẽ chuyện đổ vỡ hạnh phúc trong tầm tay. Nhưng mà cô này rất hối hận về quá khứ của mình, nhưng mà hỏi tôi là làm thế nào để có thể là thay đổi được cái điều đó. Tôi đâu phải thần thánh gì mà tôi làm được điều đó à. Nhưng mà tôi chỉ dựa vào cái chính là quy luật của nhân quả nghiệp báo, tôi giải thích cho vấn đề đó. Tôi khuyên nên làm những cái gì giống như tôi yêu cầu, nên làm đường nước cho nó lớn lên đi. Ý của tôi nói muốn cải thiện được tới đâu hay tới đó. Và điều quan trọng nhất là về tâm lý của một con người khi mặc cảm tội lỗi dao động tâm hồn rồi, một trong những cái nhân tố vô cùng quan trọng là không thể đậu thai được. Nếu các vị bị khủng hoảng tâm lý, các vị không thể có cái kết quả về chuyện đó được. Vì vậy các vị phải để một trạng thái thật sự thanh nhàn, nhưng mà mặc cảm tội lỗi dài xéo hoài làm sao thanh nhàn. Vì vậy chỉ có sự tu tập các vị mới làm được điều đó, không phải muốn mà được. Tôi chia sẻ là nhiều ý kiến về điều đó để mong rằng là chúng ta hạn chế tối đa những sai lầm đáng tiếc, đừng để cho những nhân tố sắp ra đời phải rơi vào những trạng thái hụt hẫng như vậy. Thì cái việc đó về nhiều thứ mà tôi chia sẻ trong cái bài là phá thai và nghiệp lực, tôi cũng có nói rồi. Những sự phá thai của chúng ta không phải những chúng sinh đó theo chúng ta để báo oán đâu. Ai nói rằng à có dông theo, có phá thai không, rồi dông nó theo này kia kia nọ, cái này không phù hợp với học thuyết của Phật giáo bao giờ. Học thuyết của Phật giáo là mỗi chúng sinh tùy nghiệp thọ sinh sau 49 ngày, cho dù cái chết với bất cứ lý do gì. Nhưng cái việc mà gọi là chúng ta hành động đó thì nhân quả theo ta như bóng theo hình. Cái đó là quy luật của nhân quả, chứ không phải là một chúng sinh đó nó bám theo chúng ta để nó báo oán. Bởi vì chúng sinh đó phải đi theo quy luật tái sinh chứ, đâu có nằm vớ vẩn như đó để báo oán chúng ta. Nhưng mà nhân quả sẽ cho chúng ta một cách sòng phẳng. Đây là điều chúng ta nên hiểu một cách rõ ràng về ý đó ha. A Di Đà Phật. Thôi, chúng ta khép bài giảng lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. Cảm ơn quý thầy và cảm ơn ban tổ chức. A Di Đà Phật. Chúng